Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 265. Lại chạy. Diệp Huyên xa sầm mặt. Mẹ kiếp. Tên này là thỏ à? Sao chạy nhanh thế? Lúc này, tần quan vội nói, đi, đi tới linh độ giới. Linh độ giới. Diệp Huyên gật đầu, ông ta dẫn theo tần quan cùng biến mất. Kiếm Thanh Huyên có khả năng di chuyển nhanh, vì thế chỉ trong nháy mắt, hắn và tần quan đã xuất hiện ở linh độ giới. Lúc này, một đám thần linh đang điên cuồng tấn công phong ấn đến vũ trụ quan Huyên. Ngày đó vì đề phòng tình huống bất ngờ, hắn đã đặt phong ấn ở nơi này, sợ sẽ có thần linh bất ngờ tấn công vũ trụ quan Huyên. Dù sao hắn cũng tu luyện tín ngưỡng chi lực của nhân gian, muốn phá vỡ kiếm đạo của hắn, cách tốt nhất chính là phá vỡ nền tảng tín ngưỡng. Mà nơi khởi nguồn tín ngưỡng chi lực của hắn đều ở vũ trụ quan Huyên. Cũng may những thần linh này cũng không thể phá vỡ phong ấn do hắn để lại trong thời gian ngắn, nếu không, bây giờ bọn họ đi xuống vũ trụ quan Huyên, chắc chắn sẽ là một tai họa lớn với vũ trụ. Nhìn thấy Diệp Huyên và tần quan, sắc mặt mấy người kia lập tức thay đổi, thần linh dẫn đầu chính là Mục Thần Vương kia. Diệp Huyên cũng lập tức nhìn về phía Mục Thần Vương, gã ta nhìn thoáng qua Diệp Huyên, sau đó ra lệnh, rút lui. Dứt lời, gã ta và đám thần linh phía sau lập tức xoay người bỏ chạy. Diệp Huyên cười khẩy, muốn rút lui ư, không kịp nữa đâu. Nói xong, kiếm Thanh Huyên trong tay hắn đã bay ra ngoài. Vụt! Tiếng thời không xé rách vang vọng xung quanh. Sắc mặt Mục Thần Vương thoáng chốc thay đổi, gã ta xoay người, sau đó đánh ra một quyền, trong cú đấm có vô số quyền mang nổ tung. Ầm! Sau một tiếng nổ đinh tai nhức óc, Mục Thần Vương kia thoáng chốc lui lại mấy vạn trượng, gã ta vừa dừng lại, sau lưng đã có tiếng nổ đáng sợ vang lên. Mục Thần Vương thầm hoảng hốt, gã ta vội quay đầu nhìn lại, sau lưng gã ta xuất hiện vô số tàu chiến, những tàu chiến này bắn ra những tia laser đáng sợ. Mà những thần linh kia hoàn toàn không thể chống lại những tia laser này, thân thể và linh hồn của rất nhiều thần linh bị đánh tan, những tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Thấy cảnh này, sắc mặt Mục Thần Vương lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt Mục Thần Vương, gã ta thay đổi sắc mặt. Gã ta xoay người, tay phải siết chặt thành quyền, quát lên một tiếng, trong nháy mắt, sau lưng gã ta xuất hiện một người khổng lồ màu vàng cao vạn trượng. Khi gã ta đánh ra một quyền, người khổng lồ kia cũng đánh một quyền về phía Diệp Huyên. Ầm! Cú đấm khiến vô số thời không của linh độ giới vỡ tan, tất cả mọi người rơi vào thời không bóng tối vô tận. Dù cú đấm này không thể làm vỡ kiếm quang của Diệp Huyên, nhưng cũng khiến Diệp Huyên phải lùi lại mấy nghìn trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên nhìn về phía Mục Thần Vương. Mục Thần Vương hít sâu một hơi, gã ta nắm chặt hai tay, người khổng lồ ở sau lưng gã ta cũng siết chặt tay, một hơi thở đáng sợ lập tức kéo xuống từ chân trời, áp đảo về phía Diệp Huyên. Lúc này, vũ trụ tinh hà cũng trở nên nhỏ bé. Diệp Huyên híp mắt, hắn chợt mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên trong tay bay lên cao, cùng với kiếm Thanh Huyên còn có 10 triệu thanh kiếm nhân gian. Những kiếm nhân gian này cùng với kiếm Thanh Huyên chém thẳng về phía người khổng lồ kia tựa như nước lũ. Thấy cảnh này, trong mắt Mục Thần Vương lập tức lộ vẻ dữ tợn, gã ta chợt đánh một quyền xuống dưới. Người khổng lồ kia cũng đè tay xuống, cùng lúc đó, nó đánh một quyền về phía vô số kiếm nhân gian kia. Ầm! Cú đấm khiến vô số kiếm nhân gian phải dừng lại, nhưng kiếm Thanh Huyên thì không. Kiếm Thanh Huyên chém nứt tay của người khổng lồ, sau đó lao về phía giữa chân mày của gã ta. Ầm! Trong nháy mắt, toàn bộ người khổng lồ biến thành những mảnh vụn màu vàng tán loạn khắp nơi, còn Mục Thần Vương kia lại như trúng đòn nghiêm trọng, liên tục lùi lại tận mấy vạn trượng. Gã ta vừa dừng lại, một thanh kiếm đã xuyên qua giữa chân mày gã ta. Oanh! Mục Thần Vương đứng khựng lại tại chỗ. Lúc này, Diệp Huyên xuất hiện trước mặt Mục Thần Vương, gã ta có vẻ hơi mơ hồ, nhẹ giọng nói, đây chính là mùi vị của tử vong ư. Diệp Huyên nhìn Mục Thần Vương, sau đó quay đầu nhìn chân trời phía xa, lúc này, những thần linh kia đã hoàn toàn bị chiến hạm khống chế. Diệp Huyên không thẳng tay giết chết Mục Thần Vương, hắn vung tay lên, đưa gã ta vào trong tiểu tháp. Sau đó, hắn mở lòng bàn tay, kiếm nhẹ nhàng bay ra. Thấy kiếm Thanh Huyên, sắc mặt những thần linh kia thoáng chốc thay đổi,
Trong nháy mắt, những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Nuốt chửng. Kiếm Thanh Huyền nuốt chửng rất nhanh, chỉ trong nháy mắt, những thần linh kia đã bị Kiếm Thanh Huyền hấp thu hoàn toàn. Diệp Huyền mở lòng bàn tay, Kiếm Thanh Huyền bay vào tay hắn, tiểu hồn hưng phấn nói, tiểu chủ, bổ dưỡng lắm. Diệp Huyền cười to, bổ dưỡng thì tốt. Tiểu hồn vội nói, tiểu chủ, ta cảm thấy ta vẫn có thể nâng cấp. Diệp Huyền im lặng. Hắn phát hiện, dường như tiểu hồn này vẫn luôn không có giới hạn. Giới hạn? Giới hạn của hắn ở đâu? Diệp Huyền im lặng suy nghĩ. Lúc này, Tần Quan đột nhiên đi tới bên cạnh Diệp Huyền, nàng ta nhìn Diệp Huyền, người không giết Mục Thần Vương kia à? Diệp Huyền gật đầu. Tần Quan trầm giọng nói, người muốn thông qua ông ta để tìm hiểu những thần linh kia. Diệp Huyền gật đầu, đúng thế. Vấn đề lớn nhất của chúng ta bây giờ ngoài việc người ở chỗ chúng ta không thể giết chết thần linh thì còn có một vấn đề nữa, đó là chúng ta hiểu biết rất ít về thần linh, còn bọn họ lại rất hiểu chúng ta. Cho nên, ta muốn tìm hiểu bọn họ. Tần Quan gật đầu, đi, vào tháp hỏi gã ta. Diệp Huyền và Tần Quan tiến vào tiểu tháp. Hai người mới xuất hiện trước mặt Mục Thần Vương, linh hồn của gã ta đã bắt đầu bốc cháy. Thấy cảnh này, sắc mặt hai người lập tức thay đổi. Tần Quan trầm giọng nói, có người đang giết bản thể của gã ta. Thấy vậy, Diệp Huyền lập tức mở bàn tay ra, Kiếm Thanh Huyền trực tiếp chui vào trong linh hồn Mục Thần Vương kia. Quỳnh! Chấn hồn! Nhưng mà, vô dụng! Linh hồn Mục Thần Vương kia vẫn nhanh chóng tan biến. Mục Thần Vương bỗng nhiên khẽ nói, vô dụng thôi, bọn họ giết bản thể của ta, ở trước mặt các ngươi, ta còn chẳng phải là một linh hồn. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn họ sợ ngươi tiết lộ thế giới kia của các ngươi. Mục Thần Vương gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền lại hỏi, rốt cuộc thế giới kia của các ngươi là như thế nào? Mục Thần Vương im lặng chốc lát rồi khẽ nói, một thế giới vượt qua nhận biết của các ngươi, bọn ta. Quỳnh. Bất chợt, linh hồn của Mục Thần Vương hóa thành tro tàn. Thấy vậy, sắc mặt Diệp Huyền bỗng trở nên nặng nề. Mẹ nó! Đây là giết người diệt khẩu sao? Tần Quan khẽ nói, xem ra thần linh này còn mạnh hơn chúng ta tưởng tượng. Diệp Huyền gật đầu, hắn có dự cảm rằng, những thần linh mà bọn họ gặp được bây giờ chỉ là một góc nhỏ của ngọn núi băng. Nghĩ đến đây, sắc mặt Diệp Huyền trở nên nặng nề. Mình đúng là biết chọn một kẻ địch mạnh nhất để phá thần. Đúng lúc này, Tần Quan nói, bây giờ những cao thủ của thế giới hư chân đó tu luyện ra sao rồi? Diệp Huyền quay đầu nhìn, giờ phút này, trong tiểu tháp có gần mười mấy vạn hơi thở mạnh mẽ, so với lúc trước, hơi thở của những cao thủ hư chân này mạnh lên ít nhất 10 lần. Công năng của tiểu tháp vẫn rất nghịch thiên. Nhưng mà hắn biết, cho dù như vậy, e rằng cũng không cách nào đối kháng với những thần linh kia. Tần Quan đột nhiên nói, bây giờ chúng ta có tổng cộng bao nhiêu cao thủ? Diệp Huyền suy nghĩ rồi nói, hầu hết cao thủ của mộ địa hư chân đều đã thức tỉnh, cộng thêm cao thủ của thế giới hư chân ban đầu, bây giờ chúng ta có khoảng chừng 36 vạn cao thủ. Trừ số đó ra, chúng ta vẫn đang không ngừng chiêu mộ cao thủ. 36 vạn. Tần Quan khẽ gật đầu. Sau đó nói, là một số lượng to lớn. Diệp Huyền hơi tò mò, tiểu quan, cô hỏi chuyện này làm gì? Tần Quan cười nói, chế tạo thần trang. Diệp Huyền sửng sốt. Tần Quan trầm giọng nói, chúng ta đối mặt với cao thủ thần linh, không có bất kỳ ưu thế gì, đặc biệt những thần linh kia còn nắm giữ khả năng sống lại, mà chúng ta thì sao? Chết một lần, đó chính là hoàn toàn chết đi, cứ kéo dài tình trạng như vậy. Chúng ta sẽ hao tổn vượt qua những thần linh kia, bởi vậy, ta muốn chế tạo một bộ trang bị cực kỳ mạnh mẽ cho bọn họ. Diệp Huyền lập tức gật đầu, việc này hoàn toàn cần thiết. Tần Quan nói tiếp, muốn chế tạo loại thần trang này, nhất định phải thỏa mãn hai điều kiện, thứ nhất là phải có tiền, thứ hai là phải có nguyên liệu. Diệp Huyền nói, cô đều có cả. Tần Quan trợn mắt, sau đó nói, ta nói cho người biết, việc chế tạo một bộ thần giáp cực kỳ mạnh mẽ này. Bọn ta đã nghiên cứu từ rất sớm rồi, nhưng đến bây giờ bọn ta vẫn chưa chế tạo ra được, người biết vì sao không? Diệp Huyền hỏi, vì sao? Tần Quan trầm giọng nói, nguyên liệu, người của ta vẫn luôn tìm kiếm nguyên liệu ở các vũ trụ,
nhưng vẫn không đủ, đối với nguyên liệu, bây giờ bọn ta đang cực kỳ khan hiếm. Sắc mặt Diệp Huyên trầm xuống, nếu ngay cả phú bà cũng không tìm đủ, vậy trên đời này lại càng không người nào có thể tìm đủ. Tần Quan bỗng mở bàn tay ra, trong tay nàng ta có một khối tinh phiến đặc thù với góc cạnh rõ ràng. Diệp Huyên hơi kinh ngạc, đây là... Tần Quan trầm giọng nói, tinh tinh, đây là tinh tinh đặc thù hình thành sau khi một hành tinh bị thiêu đốt hầu như không còn, vốn dĩ rất lớn, nhưng thông qua phương pháp đặc thù, bọn ta cô đọng nó thành nhỏ thế này. Hơn nữa loại nguyên liệu này cực kỳ cứng rắn, nguyên liệu nòng cốt của diệt thế thần tướng mà ngươi nhìn thấy lúc trước chính là thứ đồ này. Hành tinh bị thiêu đốt hầu như không còn. Sắc mặt Diệp Huyên trầm xuống, thứ đồ này, hẳn là cực kỳ ít. Tần Quan gật đầu, thật ra cũng không ít, mỗi ngày đều có hành tinh lụi tàn, bị thiêu đốt hầu như không còn, nhưng đối với chúng ta thì còn thiếu rất nhiều. Trừ phi chúng ta chủ động hủy diệt một số hành tinh. Nghe vậy, Diệp Huyên lập tức lắc đầu, không được. Tần Quan im lặng. Diệp Huyên nhìn Tần Quan, làm như vậy, chẳng khác gì hy sinh tương lai để đạt được thành tựu hiện tại. Tần Quan khẽ gật đầu, ta cũng đang cân nhắc vấn đề này, bởi vậy vẫn chậm chạp chưa hành động. Diệp Huyên im lặng. Tần Quan chợt nói, nhưng nếu chúng ta không đánh thắng trận này, vậy căn bản không có tương lai. Nghe vậy, Diệp Huyên sửng sốt. Đúng thế. Nếu như không đánh thắng trận này, vậy còn có tương lai nào nữa? Tần Quan nói, suy nghĩ của ta là hủy diệt những hành tinh đã hoàn toàn không thể tái sinh, nếu có sinh linh, vậy để bọn họ rời đi, bình thường loại hành tinh này đều đã không còn thích hợp để tu hành, bởi vậy, ta tin rằng bọn họ sẽ bằng lòng rời đi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu, nếu là như vậy, trái lại cũng có thể. Nhưng mà... Phải giao việc này cho người đáng tin cậy đi làm, nếu không, rất dễ xảy ra vấn đề. Tần Quan cười nói, chỉ hai chúng ta đi làm. Diệp Huyên sửng sốt, hai chúng ta. Tần Quan gật đầu, không thể giao việc này cho người khác, bởi vì sơ sẩy chút thôi là có thể mang tới tai họa ngập đầu cho sinh linh ở một số nơi. Việc này chỉ có thể là hai chúng ta đi làm, như vậy, chúng ta mới có thể yên tâm, cũng mới có thể tránh được rất nhiều bi kịch. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó gật đầu, được. Tần Quan chợt vung tay phải lên, một tấm bản đồ xuất hiện ở chân trời, tấm bản đồ này dài rộng mấy vạn trượng, vô cùng to lớn. Diệp Huyên hơi kinh ngạc, đây là... Tần Quan cười nói, đây là bản đồ của vũ trụ quan huyên chúng ta, bên trên là những hành tinh đã phát hiện, còn một số chưa phát hiện, chúng ta vẫn đang trong quá trình dò xét. Diệp Huyên khẽ nói... Không ngờ vũ trụ quan huyên của chúng ta lại lớn như vậy. Tần Quan gật đầu, vô cùng lớn. Nói xong, nàng ta đột nhiên búng tay một cái, trong nháy mắt, trên tấm bản đồ kia xuất hiện vô số chấm đỏ. Diệp Huyên nhìn về phía Tần Quan, đây là... Tần Quan trầm giọng nói, đây là những hành tinh sắp diệt vong, đều đã không cách nào tái sinh. Diệp Huyên im lặng. Trong vũ trụ bao la này, mỗi ngày đều có hành tinh diệt vong. Cũng có hành tinh mới sinh ra. Đây chính là quy luật tự nhiên của vũ trụ. Lúc này, Tần Quan bỗng chỉ vào một số điểm đỏ, sau đó nói, đây là những hành tinh mà hiện giờ chúng ta nhất định phải giải quyết trước, bởi vì trên những hành tinh sắp diệt vong này vẫn còn sinh linh, nếu không nhanh chóng di rời bọn họ đều sẽ diệt vong cùng hành tinh mình đang sống. Diệp Huyên trầm giọng nói, vấn đề là, trên mỗi hành tinh đều có không ít người sống, muốn di rời toàn bộ bọn họ. Lượng công việc cũng không nhỏ đâu. Chỉ hai chúng ta thôi sao? Tần Quan cười nói, hai chúng ta là đủ rồi. Diệp Huyên hơi không hiểu, nói rõ xem. Tần Quan chớp chớp mắt, tiểu tháp của ngươi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nghe vậy, Diệp Huyên sửng sốt. Đúng rồi. Tiểu tháp. Suýt nữa đã quên cái tháp này. Trong tháp này chính là một thế giới riêng. Hoàn toàn có thể chứa đựng vô số sinh linh. Tần Quan nghiêm túc nói, hơn nữa, ta từng điều tra, trên rất nhiều hành tinh sắp diệt vong còn rất nhiều sinh linh đang sống, mà nền văn minh võ đạo của những sinh linh này đều rất kém cỏi. Nếu cứu toàn bộ bọn họ ra, đồng thời truyền đạo cho bọn họ, ta tin rằng, đó sẽ là một bước tiến cực lớn trong tín ngưỡng chi lực của ngươi. Diệp Huyên cười nói, không phải cô nói tín ngưỡng chi lực sẽ là gánh nặng của ta sao? Tần Quan cười nói, về sau có lẽ là vậy,
nhưng trước lúc đó, việc đầu tiên ngươi cần làm là đạt đến cực hạn của mình, cuối cùng, phá hay không phá, vậy phải xem lựa chọn của bản thân ngươi rồi. Diệp Huyên gật đầu, đừng quan tâm tới phá thần hay không phá thần nữa. Đi cứu những sinh linh này trước đã, nếu như chỉ vì phá thần mà đi làm những chuyện này, vậy thì chẳng có ý nghĩa gì. Ước nguyện của ta vẫn giống như ban đầu, nếu có thể làm chút việc cho sinh linh của vũ trụ quan huyên, ta nhất định sẽ làm. Nói xong, hắn mỉm cười, về phần phá thần, có thể phá, ta sẽ phá, nếu như thật sự không thể phá, vậy ta không phá nữa. Ta sẽ không vì cái gọi là phá thần mà hy sinh người bên cạnh mình, nếu là như vậy, ta phá làm quái gì. Một câu thôi, ta sẽ không để cho bi kịch xảy ra trên người mình. Tần Quan nghe những lời Diệp Huyên nói, hơi nhếch khóe miệng lên, như này mới đúng. Diệp Huyên cười ha ha. Tần Quan nói, đi thôi, chúng ta đi thu thập vật liệu. Diệp Huyên gật đầu, được. Tần Quan chỉ vào một điểm hồng trong số đó, chỗ này gần nhất, đến đây đi. Nói xong, nàng ta đột nhiên chỉ vào giữa trán Diệp Huyên, rất nhanh, trong đầu Diệp Huyên xuất hiện một tọa độ vũ trụ. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, kiếm thanh huyên rung lên kịch liệt, hắn và Tần Quan cùng biến mất tại chỗ. Trong một tầng mây, thời không đột nhiên vỡ ra, Diệp Huyên và Tần Quan chậm chậm bước ra. Vừa mới ra, Diệp Huyên đã nhíu mày lại. Linh khí quá loãng. Linh khí ở tinh cầu này đã sắp hoàn toàn khô kiệt, nhiều nhất trăm năm, sẽ hoàn toàn hủy diệt. Tần Quan nhìn về phía Diệp Huyên, nhìn xem thế giới này có bao nhiêu sinh linh. Diệp Huyên gật đầu, hắn dùng thần thức đảo qua, trong nháy mắt, thần thức của hắn đã bao phủ cả tinh cầu. Mà giờ phút này, sinh linh trong toàn bộ tinh cầu đều cảm nhận được sự tồn tại của Diệp Huyên. Đây là ai? Một vài cường giả bản địa lần lượt ngẩng đầu lên, trong lòng hoảng hốt. Một lát sau, Diệp Huyên thu hồi thần thức. Sau đó nói, ước chừng có khoảng mấy trăm triệu sinh linh. Mấy trăm triệu? Tần Quan khẽ gật đầu, xấp xỉ với quê nhà lúc trước của ta. Diệp Huyên nhìn về phía Tần Quan, hệ Ngân Hà. Tần Quan lắc đầu cười, hệ Ngân Hà rất lớn, quê nhà của ta là hệ Ngân Hà, nhưng mà cũng chỉ như một hạt bụi trong hệ Ngân Hà. Diệp Huyên khẽ gật đầu, từ sau khi ngao du qua vũ trụ tinh không, hắn đã hiểu được một chuyện. Vũ trụ thật sự quá là mênh mông. Tinh cầu dưới chân đây ở trong cả vũ trụ mênh mông này, ngay cả một hạt bụi cũng không bằng. Chúng sinh, trong vũ trụ mênh mông này, thật sự không quá nhỏ bé. Nghĩ đến đây, hắn nhìn những sinh linh trên tinh cầu này, nhẹ giọng nói, nếu chúng ta không đến nơi này, trăm năm sau, sợ là những sinh linh trên đại lục này sẽ phải chết đến hơn 99%. Tần Quan điểm đầu, đúng vậy. Diệp Huyên khẽ lắc đầu, ta vẫn luôn nói, phải làm chút gì đó cho vũ trụ, nhưng ta đã quên mất một điều, đó là mục tiêu của chúng ta vẫn luôn là chinh phục vũ trụ, rất ít để ý đến những vũ trụ sắp bị hủy diệt. Tần Quan trầm giọng nói, tiểu huyên tử, khuyết điểm lớn nhất của ngươi chính là quá cảm tính, như vậy không tốt. Diệp Huyên nhìn về phía Tần Quan, nàng ta cười nói, thực ra con người ngươi không thích hợp cầm quyền, người nhân từ không thể cầm binh, ngươi quá nhân từ. Diệp Huyên lắc đầu cười, tiểu quan, ta mà còn nhân từ sao? Tần Quan cười nói, ngươi là thuộc loại kiểu người người khác không phụ ngươi, ngươi sẽ không phụ người khác. Nếu là một người, kiểu này cũng không có cái gì là không tốt, nhưng đáng tiếc là, ngươi là kiếm chủ nhân gian, thống lĩnh toàn bộ vũ trụ. Chính như hiện tại, ngươi biết rõ ở trong thư viện một vài tông môn và thế gia tương lai sẽ trở thành mối tai họa ngầm lớn, nhưng ngươi lại không cách nào ra tay, vì sao? Bởi vì khi ngươi thành lập thư viện, bọn họ đã giúp đỡ ngươi, ngươi không nhẫn tâm qua cầu rút ván, bởi vậy, cho dù ngươi có biết những tông môn và thế gia này tương lai sẽ trở thành tai họa ngầm, nhưng ngươi cũng không cách nào ra tay được với bọn họ. Diệp Huyên trầm lặng. Tần Quan cười nói, đây chính là sự nhân từ của ngươi. Diệp Huyên mỉm cười, không nói gì thêm. Tần Quan liếc mắt nhìn quanh bốn phía. Sau đó tiếp tục nói, chúng ta phải cứu những sinh linh của vũ trụ này, nhưng cũng phải bàn phương pháp. Diệp Huyên có chút tò mò, nói như thế nào? Tần Quan trầm giọng nói, đấu gạo dưỡng ân, gánh gạo dưỡng thù, nếu ngươi cứ như vậy trực tiếp dẫn bọn họ đi, bọn họ có thể sẽ không quá cảm kích ngươi, bởi vậy, cho dù muốn cứu những sinh linh của tinh cầu này, cũng phải chú ý phương pháp.
Diệp Huyên cười nói, cô muốn làm như thế nào? Tần Quan nhìn Diệp Huyên, trước tiên hủy diệt vũ trụ này. Nghe vậy, Diệp Huyên sửng sốt. Tần Quan bình tĩnh nói, đẩy nhanh tốc độ diệt vong của vũ trụ này, để bọn họ biết rõ. Diệp Huyên đột nhiên lắc đầu, cắt ngang lời Tần Quan, Tiểu Quan, ta hiểu được ý của cô, nhưng làm như vậy, sẽ không có ý nghĩa gì nữa. Tần Quan nhìn về phía Diệp Huyên cười nói, không phải ta thánh mẫu, trăm năm đối chúng ta mà nói, chỉ là loáng một cái, nhưng đối với những sinh linh của vũ trụ này mà nói thì không phải, đối với một vài sinh linh, càng có thể là cả đời. Nếu chúng ta đẩy nhanh chấm dứt tuổi thọ của tinh cầu này, đối chúng ta mà nói, đương nhiên là cách đơn giản nhất và hiệu quả nhất, nhưng là không công bằng với tinh cầu này và những sinh linh nơi đây. Tần Quan trầm lặng. Diệp Huyên cười nói, cô đừng tức giận mà. Tần Quan lắc đầu, ta không tức giận, ta chỉ là có chút cảm khái. Diệp Huyên có hơi kinh ngạc, cảm khái cái gì? Tần Quan nhẹ nhàng vuốt mái tóc bên tai, sau đó nhẹ giọng nói, từ quê nhà đi đến nơi này, trên đoạn đường này, ta phát hiện, nhân tính của chính mình cũng đang dần dần mất đi. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, sao lại nói như vậy? Tần Quan cười nói, ví dụ như ta chỉ cần một ý niệm có thể dễ dàng hủy diệt tinh cầu dưới chân này, dưới tình huống như vậy, những sinh linh trên tinh cầu này ở trong lòng ta mà nói, kỳ thực chỉ là một con số mà thôi. Tu hành, tu dần, chúng ta đều bắt đầu chỉ chú trọng sinh mệnh của chính mình, chú trọng ích lợi của mình, do đó xem nhẹ người khác. Nói xong, nàng ta lắc đầu, nhân tính, từ trước đến nay đều là ích kỷ. Không có ai là ngoại lệ. Diệp Huyên cười nói, trong lòng ta, cô là một người rất lương thiện. Tần Quan nhìn về phía Diệp Huyên, hắn cười nói, thật đấy. Giống như lần này, cô vốn có thể không tham gia vào chuyện giữa ta và thần linh, nhưng cô vẫn là đến giúp ta rất cảm kích. Tần Quan chớp chớp mắt, ta là có ý đồ đấy. Diệp Huyên cười nói, cô có ý đồ gì? Tần Quan im lặng. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, chúng ta đều không phải là thánh nhân, có tư lợi là bình thường, ví dụ như ta sáng lập thư viện. Cũng là muốn xây dựng một sự nghiệp, chứng minh với cha, ta thật ra cũng rất giỏi. Nói xong, hắn lắc đầu cười, ta biết, ta ở trong lòng cha, khẳng định là đã làm cho ông thất vọng. Tần Quan nhìn về phía Diệp Huyên, không nói lời nào. Diệp Huyên cười nói, ta thực ra chưa từng hận ông ấy, bởi vì những gì ông ấy đã trải qua chính là như vậy, ông ấy hy vọng ta rất ưu tú, hy vọng ta còn ưu tú hơn ông ấy, đáng tiếc. Tần Quan lắc đầu, ngươi và ông ta không giống nhau, ở giai đoạn trước của ngươi, kẻ địch vẫn là quá mạnh, ngươi. Diệp Huyên lắc đầu, đây chẳng qua chỉ là kiếm cớ mà thôi. Lúc ban đầu ta xử lý sự việc chính là làm không suy nghĩ, làm đến cuối cùng chỉ có thể gọi người. Nói xong, hắn cười cười, tất cả mọi tai họa đều là do bản thân tự gây ra. Tần Quan cười nói, hối hận à? Diệp Huyên lắc đầu, chưa từng hối hận. Chỉ giống cô, có chút cảm khái. Năm đó lão cha ngăn cản Thanh Nhi diệt thế, cứu vãn vũ trụ tam duy, làm con của ông, ta cũng có thể ngăn cản thần linh, cứu lấy vũ trụ mà ta thống trị. Tần Quan nhìn Diệp Huyên, nếu ngươi phá thần thành công, sẽ làm gì? Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, cùng lão cha đánh một trận. Tần Quan biểu cảm cứng đờ. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, Tần Quan lắc đầu khẽ cười. Hai cha con này, đúng là oan gia mà. Diệp Huyên cười ha ha, sau đó nói, đừng nói mấy chuyện không đâu nữa. Chúng ta thương lượng xem làm sao cứu những sinh linh này đi. Tần Quan gật đầu, suy nghĩ của ta rất đơn giản, ngươi trực tiếp thông báo cho bọn họ, nói cho bọn họ linh khí vùng vũ trụ này đã cạn kiệt, trăm năm sau sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Sau đó bảo bọn họ đi cùng chúng ta. Diệp Huyên hỏi, nếu bọn họ không tin thì sao? Tần Quan cười nói, mặc kệ bọn họ có tin hay không. Ngươi cũng đừng sợ họ tức giận hay không vui, đổi một nơi mới sinh sống, chỉ cần nơi mới đủ tốt, thì bọn họ sẽ không có gì không vui cả. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn xung quanh, thần thức lập tức lan ra ngoài, thoáng chốc, thần thức của hắn đã bao phủ toàn bộ người cả tinh cầu. Lúc này, mọi người đều cảm nhận được Diệp Huyên. Diệp Huyên cười nói, ta chính là kiếm chủ nhân gian Diệp Huyên. Tinh cầu nơi này trăm năm sau sẽ bị hủy diệt, hôm nay đến đây, là đến cứu các ngươi.
tất cả sinh linh trên cả tinh cầu đều ngơ ngác. Diệp Huyên cũng không quan tâm nhiều như vậy, hắn xòe tay, tháp nhỏ xuất hiện nơi chân trời. Mà lúc này, thời không trước mặt hắn bỗng nứt ra, sau đó, một ông lão xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Ông lão nhìn Diệp Huyên chằm chằm, rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Huyên có chút kinh ngạc, hỏi ngược lại, ngươi là ai? Ông lão tức giận nói, ta chính là thiên đế nơi này. Thiên đế? Diệp Huyên nhíu mày, là gì chứ? Ông lão tức giận chỉ Diệp Huyên, ngươi dám khinh thường ta. Diệp Huyên quay người xuất một kiếm này tung hoành khắp trăm vạn dặm, kiếm khí hùng mạnh từ vết nứt trước mặt hắn kéo đến mấy trăm vạn dặm tinh không. Thấy vậy, ông lão lập tức bị dọa đến mức cả người bủn rùn. Diệp Huyên nhìn ông lão, lợi hại không? Ông lão vội gật đầu, run giọng nói, lợi hại. Tần quan lắc đầu khẽ cười. Diệp Huyên cười nói, ta đến nơi này, là đến để cứu các ngươi, biết chưa? Ông lão do dự chốc lát, sau đó nói, nơi này, trăm năm sau sẽ bị tiêu diệt sao? Diệp Huyên gật đầu, nơi này, linh khí khô cạn, nhiều nhất là trăm năm nữa, cả tinh cầu sẽ hoàn toàn cạn kiệt. Ông lão nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, đổi sang nơi khác, ta còn có thể làm đại lão không? Nghe vậy, Diệp Huyên nhíu chặt mày. Hắn đã bỏ qua một vấn đề. Chính là nơi này đã có trật tự, lợi ích của các thế lực đã chia đủ, đổi sang một nơi khác, những chuyện này chắc chắn phải thay đổi. Nếu xử lý không tốt, chắc chắn sẽ xảy ra đại loạn. Thấy Diệp Huyên nhíu mày, vẻ mặt ông lão kia lập tức thay đổi, ông ta vội nói, ta là đại lão nơi này, còn ngươi là đại lão của ta. Diệp Huyên nhìn ông lão, sau đó hắn và Tần Quan đưa mắt nhìn nhau. Hai người nhìn nhau cười, rõ ràng, hai người đều nghĩ đến một chuyện. Diệp Huyên nói, ngươi có thể tiếp tục làm đại lão, nhưng, ngươi phải bắt đầu họ Quan Huyên Pháp, sau đó dùng pháp của ta cai quản vũ trụ này. Nếu ngươi không quản lý tốt, ta sẽ đổi ngươi đi, còn nếu ngươi quản lý tốt, ta sẽ cho ngươi nhiều lợi ích. Lợi ích? Ánh mắt ông lão bỗng sáng lên, vội nói, lợi ích gì? Diệp Huyên xòe tay. Một bộ tu luyện chi pháp xuất hiện trước mặt ông lão mở ra xem, sau đó, ông ta bỗng chốc trở nên kích động, cái này, cái này. Lúc này, một bộ Quan Huyên pháp bay đến trước mặt ông lão. Ông lão có chút kinh ngạc, đây là... Diệp Huyên cười nói, Quan Huyên pháp, nhiệm vụ của ngươi chính là học pháp này, sau đó sẽ có người đến làm cấp trên của ngươi. Ông lão vội gật đầu, được, được. Diệp Huyên khẽ gật đầu. Hắn xòe tay, thoáng chốc, tháp nhỏ lập tức phóng ra từng luồng sáng vàng phủ khắp cả tinh cầu, những nơi luồng sáng vàng đi qua, toàn bộ sinh linh đều được đưa vào trong tháp nhỏ. Chưa đến nửa canh giờ, tháp nhỏ đã đưa toàn bộ sinh linh cả tinh cầu vào trong tháp nhỏ. Chuyện này đối với tháp nhỏ mà nói, đương nhiên không phải chuyện gì khó. Diệp Huyên lại sử dụng thần thức bao trùm toàn bộ tinh cầu, một lúc sau khi xác nhận không còn sinh linh nào. Hắn nhìn Tần Quan. Tần Quan cười nói, ngươi làm đi. Diệp Huyên khẽ gật đầu, hắn và Tần Quan trực tiếp đến tinh không. Diệp Huyên từ trên nhìn xuống tinh cầu phía dưới kia, hắn xèo tay, sau đó khẽ lật lại. Kiếm ý nhân gian lập tức bao trùm cả tinh cầu, thoáng chốc, toàn bộ tinh cầu bắt đầu bị dồn nén lại. Chưa đến một lần vung tay, tinh cầu vốn dĩ là nơi cư ngụ của mấy tỷ sinh linh đã bị kiếm ý nhân gian của Diệp Huyên ép lại thành chừng một bàn tay. Tinh thể sao? Diệp Huyên nhìn tinh thể sao trong tay, chỉ im lặng. Một tinh cầu, chớp mắt đã mất rồi. Mới đầu, nhân loại trong vũ trụ này, rất nhỏ bé, nhưng khi thực lực loài người không ngừng trở nên mạnh hơn, thì dần dần, thực lực loài người đã có thể vượt lên một vài tinh cầu vũ trụ. Giống như hắn, muốn tiêu diệt một vũ trụ, thật sự không khó. Mà nếu đổi lại là tam kiếm, đừng nói là tiêu diệt một vùng vũ trụ. Cho dù tiêu diệt cả vũ trụ, cũng không phải chuyện khó. Tần Quan bỗng hỏi, sao vậy? Diệp Huyên lắc đầu cười, không có, chỉ là CS chút cảm khái. Tần Quan gật đầu, chúng ta đến tinh cầu tiếp theo đi. Diệp Huyên gật đầu, được. Nói rồi, hai người lập tức biến mất. Thời gian tiếp theo, hai người bắt đầu bôn ba khắp các vũ trụ, mà lúc này, cả thư viện Quan Huyên và Tiên Bảo Các cũng bắt đầu vận hành nhanh chóng. Dù sao,
mỗi khi tiêu diệt một tinh cầu, đồng nghĩa phải sắp xếp cho vô số sinh linh. Đương nhiên, đối với Tiên Bảo Các và Thư viện Quan Huyên hiện tại mà nói, thật sự chuyện này cũng không khó. Chớp mắt đã trôi qua mấy tháng, thời gian này, Diệp Huyên và Tần Quan đã cứu vớt mấy vạn tinh cầu, đương nhiên, đây là do Kiếm Thanh Huyên và tháp nhỏ, mặc kệ xa bao nhiêu, chỉ cần có tọa độ, Kiếm Thanh Huyên đều có thể di chuyển đến, mặc kệ có bao nhiêu sinh linh thì tháp nhỏ đều có thể mang đi được. Mà Diệp Huyên và Tần Quan cũng thu hoạch được vô số tinh thể sao, cái này dùng làm chiến giáp, thật ra cũng đủ rồi, dù sao, làm ra một bộ chiến giáp, tinh thể sao chỉ là nguyên liệu chủ chốt, chứ không phải nguyên liệu duy nhất, mà còn có rất nhiều nguyên liệu bổ trợ khác. Nhưng, hai người đều không dừng lại. Sau khi giao tinh thể sao cho Tiểu Ái, hai người tiếp tục bắt đầu cứu vớt các sinh linh trong vũ trụ mênh mông. Trong quá trình này, tín ngưỡng nhân gian chi lực của Diệp Huyên cũng càng lúc càng mạnh, hơn nữa, càng lúc càng thuần khiết. Bởi vì hiện tại, Thư viện Quan Huyên của vũ trụ Quan Huyên đã biết hắn và Tần Quan ngăn chặn thần linh ở thế giới hư chân. Đang bảo vệ vũ trụ Quan Huyên. Dưới sự tuyên truyền của vũ trụ Quan Huyên và Tiên Bảo Các, Diệp Huyên nghiễm nhiên đã trở thành thần bảo vệ của vũ trụ Quan Huyên. Đương nhiên, quả thực hắn cũng là thần bảo vệ của vũ trụ Quan Huyên. Nếu hắn không đứng ra, thần điện hư chân cũng đã đầu hàng rồi. Cả vũ trụ, chỉ có thể bị hủy hoại bởi thần linh. Hôm nay, Diệp Huyên và Tần Quan chậm rãi bước đi trong tinh không, Tần Quan chỉ về một vùng tinh vực phía xa, cười nói, biết nơi đó là đâu không? Diệp Huyên lắc đầu. Tần Quan chớp mắt, đoán xem. Diệp Huyên lắc đầu cười, không đoán được. Tần Quan đảo mắt, nơi đó, là quê nhà của ta. Hệ Ngân Hà. Diệp Huyên sững người, hắn nhìn tinh vực kia, hắn không ngờ, vậy mà đã đến hệ Ngân Hà rồi. Tần Quan chỉ vào một điểm xanh nhỏ trong đó, nhìn thấy không? Đó chính là nơi ta sinh ra. Diệp Huyên nhìn điểm xanh đó, hắn cũng từng đi qua một lần, nhưng là bên bờ biển, hơn nữa cũng chỉ ở một chút rồi đi. Tần Quan bỗng hỏi, đi xem thử không? Diệp Huyên đang định nói thì không gian trước mặt hắn khẽ chuyển động, một lúc sau, hắn thấp giọng nói, thần linh có động tĩnh rồi. Tần Quan lập tức nhíu mày. Diệp Huyên nhìn lam tinh kia, cười nói, xem ra, chỉ có thể đợi sau này thôi. Tần Quan cũng đành chịu, được thôi. Nàng ấy cũng rất muốn đưa Diệp Huyên đến quê nhà nàng ấy xem thử. Diệp Huyên khẽ cười, cuối cùng hắn nhìn lam tinh kia, sau đó dẫn theo Tần Quan quay người biến mất. Thế giới hư chân. Sau khi Diệp Huyên và Tần Quan quay về thế giới hư chân, hai người đi đến chiến trường hư chân, bầu trời trên chiến trường. Không biết từ khi nào đã xuất hiện một trận truyền tống khổng lồ. Bên trong truyền tống trận, giống như một lốc xoáy khổng lồ, vô cùng thần bí. Lúc này, điện chủ Bắc Điện bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên và Tần Quan, điện chủ Bắc Điện thấp giọng nói, xuất hiện từ một canh giờ trước rồi. Một canh giờ trước. Diệp Huyên cười nói, bọn họ đang muốn phát động tổng tấn công sao? Điện chủ Bắc Điện lắc đầu, không biết. Nhưng chắc chắn không phải chuyện gì tốt. Diệp Huyên khẽ gật đầu, hắn nhìn lốc xoáy kia, xòe tay, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay hắn, hắn đang định chém giết đi vào thì lúc này, Tần Quan bỗng kéo cánh tay hắn lại. Diệp Huyên nhìn Tần Quan khẽ cười, ta đi trước. Diệp Huyên cười nói, ta đi trước cho. Tần Quan do dự chốc lát rồi nói, cẩn thận. Diệp Huyên gật đầu, hắn bước lên trước một bước, vừa bước ra. Một luồng kiếm quang lập tức từ trong sân phóng qua, chớp mắt đã xuyên vào trong lốc xoáy đen kia. Tần Quan nhìn lốc xoáy đen kia, bàn tay khẽ siết chặt lại. Ngay lúc này, trong lốc xoáy đen kia, từng tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang lên, sau đó, từng đầu người nhuốm đầy máu bỗng bay lên. Thấy vậy, vẻ mặt điện chủ Bắc Điện cũng thay đổi. Thực lực Diệp thiếu này, so với lúc đầu đã mạnh hơn gấp mấy lần. Bây giờ giết chết thần linh, cũng giống như giết gà vậy. Tần Quan vẫn luôn nhìn vào lốc xoáy đen kia chằm chằm, ngay lúc này, xung quanh đột nhiên xuất hiện vô vàn chiến hạm, ước chừng cũng gần trăm vạn chía. Thấy vậy, điện chủ Bắc Điện cũng chảy cả mồ hôi lạnh. Lúc đầu gã từng thấy sự kinh khủng của những chiến hạm này rồi, quả thực rất lợi hại. Ầm ầm. Ngay lúc này, lốc xoáy đen kia đột nhiên biến thành màu đỏ như máu, đồng thời
từng luồng sát ý và lạnh lẽo đáng sợ bỗng từ trong lan ra. Thấy vậy, vẻ mặt điện chủ Bắc Điện thay đổi, đây là muốn điên cuồng chém giết sao? Tần quan nhìn lốc xoáy kia chằm chằm, im lặng không nói. Ngay lúc này, trong lốc xoáy đen kia, đột nhiên vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, sau đó, mấy trăm đầu người đầy máu đều bay ra. Thấy vậy, vẻ mặt điện chủ Bắc Điện càng lúc càng nghiêm trọng. Vị kiếm chủ nhân gian này, đúng là mạnh. Cũng may ban đầu bản thân mau chóng quy phục, nếu không, một mình có khi đã mọc cao cỏ rồi. Bù! Ngay lúc này, trong lốc xoáy đen kia, một tiếng kiếm bỗng vang lên, sau đó, từng đầu người thần linh đẫm máu bỗng bay ra từ bên trong. Không biết qua bao lâu, trận truyền tống kia bắt đầu trở nên hư ảo từng chút một, mà ngay lúc này, Diệp Huyên chậm rãi đi ra từ trong đó, Diệp Huyên cả người đỏ như máu, tóc như máu, trường bào như máu, hai mắt cũng là một vùng biển máu. Khoảnh khắc Diệp Huyên vừa đi ra, thì một luồng sát ý đáng sợ bỗng chốc ngập tràn cả chiến trường hư chân. Kinh khủng! Điện chủ Bắc Điện nhìn Diệp Huyên, ánh mắt đầy vẻ kiêng dè. Diệp thiếu này đã giết bao nhiêu người bên trong vậy? Tần quan bỗng đi đến trước mặt Diệp Huyên, nàng ấy nhìn Diệp Huyên như người máu ở trước mặt mình, khẽ nó, không sao chứ? Diệp Huyên lắc đầu, cũng được. Nói xong, hắn đột nhiên quay người nhìn lốc xoáy trận truyền tống đang sắp biến mất kia, cười lớn nói, đáng tiếc, thần linh quá ít, giết không đã gì cả. Hắn phát hiện, khi huyết mạch phong ma được kích hoạt, sát niệm đó thực sự quá mạnh. Tần quan đang định nói, mà ngay lúc này, ánh mắt Diệp Huyên bỗng thay đổi, hắn kéo tần quan ra sau người, sau đó cầm kiếm chém về phía trước. Bù! Một tiếng kiếm vang lên, luồng kiếm quang đỏ thẫm như máu nổ tung trước mặt Diệp Huyên, gần như cùng lúc, một bàn tay đen tuyền bỗng thò ra từ trong lốc xoáy đen kia. Chớp mắt! Một vùng huyết quang và kiếm quang bỗng nổ tung, sau đó, sức mạnh kinh người kia lập tức đánh bay Diệp Huyên và tần quan lùi đi cả mấy vạn trượng. Vừa dừng lại, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn, tại lối vào lốc xoáy, một người đàn ông áo đen chậm chậm bước ra, sau lưng người đàn ông áo đen không xa còn có một người đàn ông trung niên, người này chính là Tội Vương. Tội Vương nhìn Diệp Huyên phía xa, sau đó lùi về sau mấy bước, chuẩn bị rời đi bất cứ lúc nào. Người đàn ông áo đen nhìn Diệp Huyên chằm chằm, người đánh rất lợi hại sao? Vừa dứt lời, Diệp Huyên bỗng lao lên trước, hai tay cầm kiếm chém mạnh. Người đàn ông áo đen nheo mắt, lập tức vung tay phải chắn ngang. Đột nhiên, một luồng sáng đen và kiếm quang bùng nổ xung quanh Diệp Huyên và người đàn ông áo đen, thoáng chốc, cả chiến trường hư chân lập tức hóa thành hư vô. Nơi này có pháp tắc hư chân, vì vậy... Sau khi thời không bị phá vỡ, không bao lâu sau sẽ lại hồi phục. Trong thời không tối tăm vô tận, người đàn ông áo đen kia mạnh mẽ đỡ lấy một kiếm của Diệp Huyên. Mà lúc này, Diệp Huyên bỗng hai tay cầm kiếm đè mạnh xuống. Người đàn ông áo đen lập tức lùi về sau mấy vạn trượng, gã vừa dừng lại, Diệp Huyên lại lao đến trước mặt gã, sau đó cầm kiếm chém mạnh xuống, trong kiếm thanh huyên. Kiếm nhân gian vô biên vô tận bỗng tuôn ra như thác lũ. Rầm rầm. Thoáng chốc, người đàn ông áo đen lập tức bị đẩy mạnh về sau mười mấy vạn trượng, mà ngay lúc này, lại có một luồng kiếm quang chém đến, thấy vậy, ánh mắt người đàn ông áo đen bỗng trở nên hung tợn, đạp mạnh chân phải, trong thân thể, vô số luồng khí đen từ trong cơ thể lan ra. Tiếng nổ đinh tai nhức óc bỗng vang lên trong thời không tối tăm vô tận, sau đó Diệp Huyên và người đàn ông áo đen đồng thời lùi mạnh về sau, nhưng trong lúc lùi lại, kiếm thanh huyên mang theo nghìn vạn kiếm nhân gian trực tiếp chém giết về phía người đàn ông áo đen. Vẻ mặt người đàn ông áo đen thay đổi, tay phải gã chụp lấy phía trước, bỗng chốc, vô vàn luồng khí đen thần bí lan ra từ trong lòng bàn tay gã, những luồng khí đen từ trong thân thể này ấn chưa từng tiếng gầm thét đáng sợ. Bỗng chốc. Những luồng khí đen từ trong thân thể kia bắt đầu cắn nuốt kiếm ý nhân gian của Diệp Huyên. Thấy thế, tần quan ở bên ngoài bỗng nhíu chặt mày. Mà ngay lúc này, Diệp Huyên ở phía xa bỗng suy nghĩ, trong chớp mắt, những thanh kiếm nhân gian bỗng rung lên, ngay sau đó, toàn bộ kiếm nhân gian bùng nổ một luồng huyết mạch chi lực khủng khiếp, thoáng chốc, những luồng khí đen từ trong thân thể kia đã bị huyết mạch chi lực nuốt sạch. Thấy cảnh này, sắc mặt người đàn ông áo đen chợt thay đổi. Gã muốn lùi lại,
nhưng lúc này, Diệp Huyên ở phía xa bỗng biến mất, khi xuất hiện lại thì đã ở trước mặt gã, người đàn ông áo đen vội vàng nâng tay phải lên ngăn lại. Chém! Âm thanh của Diệp Huyên bỗng vang vọng khắp thời không tăm tối, một kiếm của Diệp Huyên chém xuống, tay phải người đàn ông áo đen lập tức bị chém đứt, đồng thời, kiếm Thanh Huyên lập tức xuyên qua giữa trán người đàn ông áo đen. Người đàn ông áo đen cứng đờ tại chỗ. Diệp Huyên nhìn người áo đen chằm chằm, ta, đánh rất lợi hại. Nói rồi, hắn cầm kiếm lướt qua. Bù! Đầu người đàn ông áo đen lập tức bay ra ngoài. Diệp Huyên lại ngẩng đầu nhìn lốc xoáy đen ở phía xa kia, người tiếp theo. Còn tội vương kia, thì sớm đã không thấy tăm hơi rồi. Lúc này, trong lốc xoáy đen kia, một luồng hơi thở đáng sợ bỗng tràn ra. Cảm nhận được chuyện này, Diệp Huyên khẽ nhếch miệng cười, dùng sát phá thần. Hình như cũng không phải không được. Điện chủ Bắc Điện ở bên cạnh nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Diệp Huyên bây giờ chính là một huyết nhân, khắp người tỏa ra sát ý mạnh mẽ, quả thực không thể hình dung được. Có thể nói, một vị cao thủ hơi yếu hơn mà ở gần Diệp Huyên, không cần Diệp Huyên ra tay thì chỉ sát ý này cũng có thể dễ dàng giết chết bọn họ. Tần Quan nhìn Diệp Huyên, ánh mắt có chút lo lắng. Huyết mạch phong ma này quá mạnh, mạnh đến mức chưa chắc Diệp Huyên có khả năng khống chế hoàn toàn, một khi tiến vào trạng thái phong ma thực sự, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Mà ngay lúc này, trong lốc xoáy đen kia, một người đàn ông trung niên chậm rãi bước ra, người đàn ông trung niên mặc trường bào màu trắng đơn giản, tóc dài xõa sau lưng, trong tay gã cầm theo một thanh trường thương. Người đàn ông trung niên vừa xuất hiện, chiến trường hư cân vốn dĩ đã khôi phục thì bỗng chốc trở nên hư ảo. Tần Quan nhìn người đàn ông trung niên, khẽ nhíu mày, cao thủ chân chính đến rồi. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên chằm chằm, khẽ cười, năm đó có chủ nhân bút đại đạo, bây giờ thì có kiếm chủ nhân gian ngươi đây, không thể không nói, vũ trụ này của các ngươi rất mạnh. Chúng ta dùng thời gian lâu như vậy, cũng không thể nuốt sạch các ngươi. Diệp Huyên nhếch miệng cười, vẻ tươi cười trông vô cùng kỳ dị, hà tất phải nói nhiều lời vô nghĩa vậy làm gì. Đến chiến là được. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên biến mất. Bù! Thời không trong sân bỗng nứt ra, tiếp đó, một thanh huyết kiếm bỗng chém đến trước mặt người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên nheo mắt, nâng tay đâm ra một thương. Một thương rất bình thường, nhưng... Một thương này vừa đâm ra, Diệp Huyên lập tức bị đẩy lùi về vị trí cũ. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên nhìn tay phải của mình, cánh tay hắn đã bị nứt ra, máu tươi không ngừng tuôn chảy. Người đàn ông trung niên cười nhạt, chỉ vậy thôi. Diệp Huyên bỗng chậm rãi bước về phía người đàn ông trung niên, vừa bước ra một bước, trong thân thể hắn bỗng bùng nổ luồng kiếm ý nhân gian kinh khủng, sau đó ngưng tụ thành kiếm nhân gian, sau đó, thanh kiếm nhân gian bay đến chém trước mặt người đàn ông trung niên. Vẻ mặt người đàn ông trung niên bình tĩnh, lại đâm ra một thương. Một thương này, khiến kiếm nhân gian phải dừng lại. Ngay lúc này, Diệp Huyên bỗng xuất hiện trước mặt người đàn ông trung niên, chớp mắt, nghìn vạn thanh kiếm nhân gian bỗng kéo đến, cuối cùng ngưng tụ trong kiếm Thanh Huyên của Diệp Huyên. Người đàn ông trung niên nheo hai mắt, tay phải xoay tròn về phía trước, một luồng sức mạnh kinh người bỗng bùng nổ từ trong thân thể gã. Rầm rầm. Chớp mắt, một vùng kiếm quang và thương mang bỗng bùng nổ trước mặt hai người cùng lúc lùi lại, mà trong lúc lùi bước, kiếm nhân gian trong tay Diệp Huyên bỗng biến mất. Ở phía xa, ánh mắt người đàn ông trung niên bỗng trở nên hung tàn, tay phải hắn cầm thương vung lên, chớp mắt, hàng vạn hàng nghìn thương mang bỗng sôi sục như thủy triều. Khi thương mang và kiếm quang va chạm, một luồng sóng khí đáng sợ bỗng chốc lan ra, chớp mắt đã lan ra cả nghìn vạn dặm. Không chỉ cả chiến trường hư chân, mà ngay cả thế giới hư chân cũng bị ảnh hưởng. Khi luồng sóng khí tan hết, trong sân, Diệp Huyên và người đàn ông trung niên kia đứng đối mặt nhau từ phía xa. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, lần này, ánh mắt gã nghiêm trọng hơn, thanh trường thương trong tay gã đã xuất hiện vô số vết nứt. Vũ khí không đủ đánh. Người đàn ông trung niên cười nhạo, ngươi chẳng qua là có một thanh kiếm tốt mà thôi. Khích tướng. Diệp Huyên nhếch miệng cười, có phải ngươi muốn dùng lời nói để khiêu khích ta, sau đó để ta bỏ kiếm trong tay xuống, đấu đơn với ngươi không?
Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên chằm chằm, đang định nói thì Diệp Huyên bỗng lắc đầu, ta không ngờ, ngươi lại ngu xuẩn như vậy, ngươi còn ngốc hơn cả tội vương kia. Này! Ngay lúc này, tội vương bỗng từ trong lốc xoáy đen kia chạy ra, gã nhìn Diệp Huyên chằm chằm, Kháo Sơn Vương, ta chưa từng nói gì ngươi dùng kiếm này đấy. Diệp Huyên nhìn tội vương, có phải ngươi trở thành người dẫn đường rồi không? Mỗi lần có người đến, đều là ngươi dẫn đến. Tội vương bình tĩnh nói, vị này là thương thần linh của thế giới hư chân bọn ta, hắn nghe nói ngươi rất kiêu căng, nên, muốn đến gặp ngươi xem sao. Nói rồi, gã chợt dừng lại rồi nói tiếp, ta chính là người dẫn đường. Diệp Huyên nhìn thương thần linh kia, thương thần linh đang định nói thì Diệp Huyên chợt lên tiếng, chỉ có ngươi nói nhiều. Nói rồi, hắn bỗng biến mất. Trước mặt thương thần linh, một luồng kiếm quang bỗng xuyên không chém đến. Ánh mắt thương thần linh bỗng hung hăng, gã bước lên trước, tay phải mở ra, đột nhiên, một thanh trường thương hư ảo bay ra từ trong lòng bàn tay gã. Thanh trường thường hư ảo này vừa va chạm với kiếm thanh huyên của Diệp Huyên thì lập tức rung chuyển, sau đó trực tiếp vỡ tan, nhưng lúc này, thương thần linh kia bỗng vươn người phóng lên, sau đó chỉ trong gang tấc đã tránh được một kiếm chí mạng của Diệp Huyên, tiếp đó, gã vung mạnh khuỷu tay vào cằm Diệp Huyên. Cận chiến. Đương nhiên Diệp Huyên phản ứng đủ nhanh, tay phải hắn lập tức buông lỏng kiếm thanh huyên sau đó đè mạnh xuống dưới, mà khi Diệp Huyên buông lỏng kiếm thanh huyên, thì kiếm thanh huyên lại lập tức chém qua. Rầm, bù, Diệp Huyên bị một luồng sức mạnh kinh người trực tiếp đánh bay cả mấy vạn trượng, nhưng, thương thần linh kia lại bị kiếm thanh huyên xuyên thẳng qua giữa trán, chấn giữ tại chỗ. Thương thần linh sững sờ tại chỗ. Gã không ngờ, kiếm của Diệp Huyên lại có thể tấn công bản thân gã. Rất nhanh sau đó, thương thần linh bắt đầu trở nên hoảng sợ. Hơi thở chết chóc. Lúc này, gã thật sự cảm nhận được cảm giác chết chóc. Thanh kiếm này thật sự có thể thông qua phân thân bọn họ mà giết chết được bản thể bọn họ. Thương thần linh nhìn Diệp Huyên phía xa, đang định lên tiếng thì lúc này Diệp Huyên bỗng xuất hiện trước mặt gã, sau đó nói im miệng. Nói rồi, hắn điểm tay khẽ lướt. Bù. Đầu thương thần linh lập tức bay đi, máu tương bỗng chốc bắn tung tóe cả mấy chục trượng, đồng thời, thần hồn của thương thần linh lập tức bị kiếm thanh huyên hấp thụ sạch sẽ. Diệp Huyên xòe tay, nhẫn chứa đồ của thương thần linh bay vào trong tay hắn, hắn cầm nhẫn chứa đồ đi đến trước mặt tần quan, hắn xòe tay, mấy vạn nhẫn chứa đồ chậm rãi bay đến trước mặt tần quan. Tần quan chớp mắt, đây là... Diệp Huyên bình tĩnh nói, vừa nãy ở bên trong giết chết thần linh. Nhẫn chứa đồ của bọn họ có linh nguyên. Linh nguyên. Nghe vậy, mắt tần quan bỗng sáng lên, nàng ấy vội nhận lấy mấy chiếc nhẫn chứa đồ đó, gương mặt tươi cười như hoa. Diệp Huyên lắc đầu khẽ cười, sau đó quay người nhìn về phía xa, lốc xoáy đen đó bắt đầu biến mất từ từ. Diệp Huyên bỗng nói, tiểu quan, nghiên cứu linh nguyên trong nhẫn chứa đồ này thử, xem còn có sinh linh nơi nào khác không. Tần quan lập tức nói, có. Diệp Huyên nhìn tần quan cười nói, ta biết ngươi đang nghĩ gì. Ta có thể nói rõ ràng với ngươi, bên ngoài thế giới hư chân, chắc chắn còn có vũ trụ mênh mông hơn, đương nhiên, chỉ là không biết những thần linh này có phải là sinh mệnh văn minh cao nhất hay không. Diệp Huyên im lặng. Tần quan lại nói tiếp, hơn nữa, từ giọng điệu của bọn họ có thể thấy, vùng vũ trụ này của chúng ta, chỉ là một trong những vũ trụ mà bọn họ chinh chiến. Bên ngoài chắc chắn bọn họ còn có những vũ trụ chinh chiến khác, nhưng theo tình hình trước mắt mà nói, có lẽ bọn họ là sinh vật đỉnh cao nhất trong chuỗi sinh học rồi. Diệp Huyên lắc đầu khẽ cười. Tần quan nhìn Diệp Huyên, có hứng thú đi chinh phục thế giới vũ trụ của bọn họ không? Diệp Huyên lại lắc đầu, không có hứng thú. Tần quan sững sờ. Diệp Huyên cười nói, bảo vệ vùng vũ trụ này là được rồi. Tần quan gật đầu, được. Diệp Huyên nhìn tần quan, người muốn ra ngoài xem thử không? Tần quan ngẫm nghĩ rồi nói, đúng là cũng có chút muốn. Diệp Huyên cười nói, vậy sau này có cơ hội, ta ra ngoài cùng ngươi xem thử. Tần quan cười nói, được. Diệp Huyên khẽ nói, thần linh vừa nãy, chắc chắn không phải mạnh nhất, thực lực của ta vẫn còn cách xa lắm. Tần quan cười nói, người chớ có tạo áp lực cho mình như vậy, người cũng không phải một mình chiến đấu. Không phải còn có chúng ta hay sao? Diệp Huyên cười nói, cũng đúng.
Lần này, chúng ta kề vai sát cánh. Ngay lúc này, tội vương kia bỗng nhiên lại xuất hiện. Diệp Huyên nhìn tội vương, nheo hai mắt, tội vương vội nói, Kháo Sơn Vương, ta là đến thương lượng với ngươi. Diệp Huyên bình tĩnh nói, bàn gì? Tội vương do dự chốc lát rồi nói, ta cảm thấy, chúng ta có thể hợp tác. Diệp Huyên nhìn tội vương, hợp tác. Tội vương vội gật đầu, đúng vậy. Như vậy, ta dẫn theo một vài thần linh yếu đến cho ngươi giết. Sau khi giết xong, ngươi chia một nửa linh nguyên cho ta, được không? Diệp Huyên nhìn tội vương chằm chằm, không nói gì. Tội vương thành thật nói, ta nghiêm túc đấy. Diệp Huyên bình tĩnh nói, cho ta một lý do. Tội vương thấp giọng nói, ta không lăn lộn được bên chỗ chúng ta được nữa rồi. Ngươi xem, ta sắp biến thành chân chạy vặt rồi, cho nên, ta nghĩ chúng ta có thể hợp tác. Tần quan bỗng hỏi, tại sao ngươi không sống được tiếp? Tội vương cười khổ, nhiệm vụ của ta thất bại rồi. Ta nói cho bọn họ, ngươi rất mạnh, phải giết chết ngươi, thì trực tiếp cử người mạnh nhất đến, bọn họ không tin, bọn họ chính là không tin mà. Trời ạ, cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng xong đời, vì vậy, ta vẫn nên đi cùng ngươi vậy. Ít nhất, ngươi trông có vẻ có não. Diệp Huyên và Tần Quan liếc nhìn nhau, cả hai đều khá bất ngờ. Tội vương đầu hàng. Đây đúng là điều mà họ không ngờ tới. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi hỏi, thành ý của ngươi đâu? Tội vương trầm giọng đáp, lập tức sẽ có một vị đại lão tới tìm ngươi. Diệp Huyên cau mày, đại lão. Tội vương gật đầu. Diệp Huyên bình tĩnh hỏi, so với vị thương thần linh mà ta vừa giết thế nào? Tội vương lắc đầu, hoàn toàn không thể so sánh. Diệp Huyên hít mắt, không thể so sánh. Tội vương gật đầu, ngươi biết thế giới hư chân lớn bao nhiêu không? Diệp Huyên lắc đầu. Tội vương trầm giọng nói, ta mà nói ra có lẽ sẽ đảo điên sự thế giới quan của ngươi. Diệp Huyên gật đầu, xin rửa tai lắng nghe. Tội vương ngó Diệp Huyên rồi hỏi, ngươi có biết cái tên thế giới hư chân là do ai đặt không? Diệp Huyên đáp, chủ nhân bút đại đạo. Tội vương gật đầu, y dùng hư chân để so sánh thế giới của chúng ta và các ngươi. Thực ra, điều đó là vô cùng thích hợp, bởi vì, ở trong mắt của chúng ta, thế giới của các ngươi không phải là thật. Diệp Huyên cau mày, ý ngươi là chúng ta đều là giả. Tội vương lắc đầu, ta từng cho rằng là như vậy, nhưng sau này ta lại phát hiện thực ra lại không phải thế. Các ngươi đều thật sự tồn tại, khác là nền văn minh của thế giới chúng ta cao hơn các ngươi rất nhiều. Có hai điều, đầu tiên là chúng ta có thể thông qua môi giới tiến vào vũ trụ của các ngươi, nhưng các ngươi lại chẳng thể tiến vào thế giới của chúng ta. Cái này giống như... Gã nói đến đây bỗng dưng nhìn về phía Tần Quan, vị cô nương này hẳn là biết. Tần Quan khẽ gật đầu, ta hiểu được ý của ngươi. Diệp Huyên im lặng. Đương nhiên là hắn cũng biết. Trước đó, Tần Quan đã giải thích với hắn. Diệp Huyên ngó tội vương nói, kiếm của ta có thể giết được bản thể của các ngươi, ngươi thấy thế nào? Tội vương nặng nề đáp, theo ta thấy, ngươi là mở bắp. Diệp Huyên. Tội vương cười khổ, Diệp Thiếu, ta không phải là đang đâm thọt ngươi, mà là ngươi thật sự mở bắp. Tốc độ tu luyện và thanh kiếm trong tay ngươi rất không bình thường, chính ngươi không cảm thấy hả? Diệp Huyên lắc đầu, so với bất tử chi thân mà các ngươi có thì ta đã tính là gì? Tội vương khẽ thở dài, thứ hai là thế giới của các ngươi vẫn đang theo đuổi võ đạo, mà chúng ta lại theo đuổi thần đạo. Diệp Huyên cau mày, thần đạo. Tội vương gật đầu, người của thế giới chúng ta đã thông qua một số phương pháp đặc biệt khiến mình thật sự bất tử. Bất tử. Diệp Huyên nghe vậy mặt mày chấn động. Dù là hắn của bây giờ cũng chưa thể xem là bất tử, chỉ có thể nói là sống lâu hơn thôi. Tần quan bỗng hỏi, cái gọi là bất tử của các ngươi có phải là phong ấn bản thể, khiến ý thức mình tiến vào một cái thế giới ý thức khác? Tội vương nghe vậy nhìn tần quan với vẻ mặt khó tin, sao cô biết? Tần quan đáp, vì ta cũng từng nghĩ như vậy. Vẻ mặt tội vương chấn động, trong lòng kinh ngạc không thôi. Người phụ này thật là khủng bố. Tần quan lắc đầu, nhưng rất khó, hơn nữa, thế giới của chúng ta cũng tạm thời không cần phải làm vậy. Thế nên, kế hoạch ấy vẫn chưa được áp dụng. Không ngờ, thế giới của các ngươi đã làm vậy từ lâu. Tội vương liếc nhìn tần quan nói, có lẽ,
thế giới chúng ta đã tiến vào nền văn minh thần đạo từ rất lâu rồi. Sau đó, chúng ta phát hiện cứ cách một thời gian thì vũ trụ sẽ khởi động lại, toàn bộ sinh linh sẽ bị xóa sổ rồi nghỉ ngơi dưỡng sức. Để bảo vệ tài nguyên của thế giới, chúng ta đã phong ấn bản thể của mình, không để cho linh khí vũ trụ khô cạn. Sau đó, dùng một phương pháp đặc biệt xâm nhập vào thế giới khác, cướp lấy tài nguyên của họ. Đương nhiên, chúng ta sẽ không cướp đoạt hết, mà chỉ biến những sinh linh tương đối mạnh thành linh nguyên rồi chờ 10 vạn năm sau lại đến. Cứ thế lặp đi lặp lại. Diệp Huyên nặng nề hỏi, ban nãy ngươi vừa nói, cứ cách một đoạn thời gian thì vũ trụ sẽ khởi động lại là có ý gì? Tội Vương đáp, đó là sự bảo vệ mình của vũ trụ. Diệp Huyên cau mày, vũ trụ tự bảo vệ mình. Tội Vương gật đầu, thực ra, vũ trụ vô tận kia cũng có linh. Song trước mắt, gần như không ai có thể cảm nhận được sự tồn tại của chúng nó. Chúng nó vẫn đang ở một nơi nào đó nhìn chằm chằm vào chúng ta. Khi các ngươi cắn nuốt linh khí thì chúng cũng đang nương nhờ vào các ngươi để mạnh hơn, sau đó cắn nuốt các vũ trụ khác. Sau khi đến một trình độ nhất định, nó sẽ cắn nuốt hết tất cả các sinh linh trong vũ trụ của mình rồi chìm vào ngủ say để tu hành. Đợi thêm một thời gian sau, mảnh vũ trụ này lại sinh ra sinh linh mới rồi cứ thế lặp đi lặp lại. Thực ra, cuối cùng người thật sự thắng mới là vũ trụ. Diệp Huyên quay đầu nhìn Tần Quan im lặng. Hiển nhiên là Tần Quan cũng không có nghĩ đến điều đó. Tần Quan bỗng nói, ba người các nàng hẳn là biết. Lúc này, Tiểu Tháp chợt mở miệng, tiểu chủ, ta bỗng nhớ đến một chuyện. Diệp Huyên hỏi, chuyện gì? Tiểu Tháp trầm giọng đáp, hồi đó, Thiên Mệnh tỷ tỷ từng nhìn về phía tinh không vũ trụ đe dọa. Lúc ấy, nàng nói nếu ngươi xảy ra chuyện thì mình sẽ một kiếm tiêu diệt vũ trụ này. Khi đó, ta đã thấy khó hiểu, nàng đang đe dọa ai? Dù sao, với thực lực của nàng muốn giết ai thì cần gì đe dọa? Giờ xem ra, nàng có thể là đang đe dọa vũ trụ này, nhưng lại không thể ra tay vì người đang bảo vệ sinh linh bên trên. Và lại, bản thân người cũng đang ở trong đó. Diệp Huyên chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía sâu trong vũ trụ, có chút mờ mịt. Nếu là thế thật thì chứng tỏ Thanh Nhi đã đi tới một độ cao mà hắn không tài nào tưởng tượng nổi từ vô số năm trước. Diệp Huyên lắc đầu cười. Phá thần. Mẹ nó. Càng hiểu biết Thanh Nhi lại càng tuyệt vọng. Đương nhiên, giờ phút này tên cũng đã trên dây, hắn không thể lùi lại nữa rồi. Bởi vì hắn biết giờ mà lùi bước thì sẽ không bao giờ có cơ hội đạt tới độ cao của đám Thanh Nhi. Khoác lác cũng khoác lác rồi. Giờ mà không phá thần thì hắn biết vứt cái mặt già này đi đâu. Đôi khi, vẫn phải có chút mặt mũi. Tội Vương lại nói tiếp, để giữ cho vũ trụ của mình không khởi động lại, chúng ta chỉ có thể không ngừng đi cướp lấy vũ trụ khác vừa khiến mình mạnh lên, vừa chăm sóc cho mảnh vũ trụ của chúng ta. Vì chúng ta càng mạnh, nó cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Đã mười mấy năm, vũ trụ của chúng ta cũng không có khởi động lại. Chúng ta cũng có thể dựa vào cách đó mà bất tử. Diệp Huyên bỗng nói, hay là vũ trụ các ngươi đang nuôi các ngươi, đợi đến khi nuôi béo rồi cắn nuốt các ngươi. Tội Vương im lặng một lát rồi nói, chúng ta cũng từng nghĩ như vậy, nhưng đa số đều không còn sự lựa chọn nào nữa. Chỉ có thần linh cao cấp nhất mới có thể khiến bản thể của mình thoát khỏi vũ trụ của chúng ta. Thế nên, mục tiêu của thần linh ở thế giới chúng ta chính là không ngừng khiến mình mạnh lên, sau đó trở về bản thể, trở về thế giới chân thật của mình. Cuối cùng thoát khỏi vũ trụ của chúng ta. Đương nhiên, điều này là rất rất khó, giống như thế giới các ngươi muốn đạt tới cao thủ thần bí tạo kiếm cho ngươi vậy. Đạt tới trình độ như Thanh Nhi. Diệp Huyên lắc đầu, kia quả thật là vô cùng khó. Tội Vương ngó Diệp Huyên nói, ta vì nhiệm vụ mà thất bại hai lần, lần này một vị thần chủ của linh quốc chúng ta sắp tự mình đến. Người này trời sinh tính tình tàn nhẫn, một khi đã đến thì ta chắc chắn sẽ xong phim. Vì vậy, ta quyết định bỏ gian tà theo chính nghĩa. Tần Quan đột nhiên hỏi, lẽ nào gã không thể giết chết bản thể của ngươi ở thế giới các ngươi ư? Tội Vương đáp, lần đầu tiên ta thất bại thì bản thể cũng đã bỏ chạy. Vốn dĩ muốn lập công chuộc tội, nhưng sau này ta lại phát hiện ngươi chẳng dễ đối phó tí nào. Hơn nữa, ngươi còn có ô dù mà cái ô kia lại cực kỳ mạnh. Thế nên ta quyết định thay đổi sách lược, đổi cái lão đạo lăn lộn. Diệp Huyên hỏi, ở thế giới của các ngươi thì thực lực của ta thuộc loại nào? Tội Vương ngẫm nghĩ rồi đáp,
vị đại ca kiếm tu kia của ngươi rất mạnh, chính là ngươi tự xưng vô địch cái là xuất hiện ấy, gã rất mạnh. Diệp Huyên cau mày. Diệp Huyên nhìn chằm chằm Tội Vương, không nói lời nào. Tội Vương cười ngượng ngập, câu hỏi này, gã không thể trả lời. Trong đầu Diệp thiếu này chứa đầy ý nghĩ xấu xa, nói chuyện vẫn nên cẩn thận chút thì tốt hơn. Diệp Huyên lắc đầu cười, không cần lo lắng, cứ ăn ngay nói thật là được. Tội Vương do dự chốc lát, sau đó nói, thật ra dù ở thế giới kia của bọn ta, thực lực của Diệp thiếu ngươi cũng rất mạnh, đáng tiếc, kiếm của ngươi không thể phá vỡ quy tắc, ngay cả quy tắc của thế giới hư chân này, ngươi cũng không thể phá, cho nên, ngươi đánh với cao thủ thật sự của thế giới kia của bọn ta, chắc chắn sẽ rất thiệt thòi. Diệp Huyên nheo mắt nhìn, quy tắc của thế giới hư chân. Tội Vương gật đầu, thế giới của các ngươi, cũng chính là thế giới hư chân này, là có quy tắc, chính là pháp tắc hư chân, mà thật ra pháp tắc hư chân này cũng đang áp chế bọn ta, có lẽ ngươi không biết, bọn ta tới nơi này đều sẽ bị pháp tắc hư chân áp chế, thực lực sẽ bị suy yếu mấy phần. Diệp Huyên im lặng. Trái lại hắn cũng không nghĩ tới điều này. Tội Vương nói tiếp, bọn ta từng thử phá pháp tắc hư chân này, nhưng đều không thành công, bản nguyên của pháp tắc hư chân là vùng vũ trụ này, bởi vậy, phá pháp tắc hư chân chẳng khác nào làm tổn thương bản nguyên của vũ trụ này. Đương nhiên, bọn ta không sợ làm tổn thương bản nguyên vũ trụ, chủ yếu là thực lực của pháp tắc hư chân này cực kỳ mạnh mẽ, bọn ta cũng không muốn dây vào nó. Pháp tắc hư chân. Diệp Huyên cau mày lại, dường như nghĩ đến điều gì, đột nhiên nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, nhìn chốc lát, hắn bỗng nở nụ cười tự giễu. Lúc trước hắn cũng từng gặp pháp tắc hư chân, nhưng khi đó, pháp tắc hư chân rất nhát. Bởi vậy, cho tới bây giờ hắn vẫn luôn không coi trọng pháp tắc hư chân. Nhưng mà, lúc này hắn mới hiểu ra, thứ pháp tắc hư chân sợ không phải Diệp Huyên hắn, mà là kiếm Thanh Huyên này, nói một cách chính xác, là sợ Thanh Nhi đứng sau kiếm Thanh Huyên. Nàng mới là người khiến pháp tắc hư chân sợ hãi. Lúc này, Tần Quan đi đến bên cạnh Diệp Huyên, nàng ta cầm kiếm Thanh Huyên, sau đó khẽ nói, tiểu huyên tử, ta cảm thấy ngươi không nên nghĩ như vậy. Diệp Huyên nhìn Tần Quan, nàng ta cười nói, kiếm này là do thiên mệnh chế tạo, nắm giữ năng lực đặc thù, điều này không phải là giả, nhưng ngươi dùng nó lâu như vậy, đó cũng không phải là giả. Bây giờ ngươi phát hiện vấn đề then chốt trong đó, việc phải làm là điều chỉnh tâm lý của mình, chứ không phải phủ định chính mình. Vẫn là câu nói kia, ngươi không cần quan tâm đến thân phận gì, chỉ cần làm tốt chính mình là được. Diệp Huyên im lặng. Tần Quan cười nói, ta hiểu rõ áp lực của ngươi. Ta nghĩ tới muội muội ngươi cũng sẽ cảm thấy tuyệt vọng, tin ta đi, cho dù là chủ nhân bút đại đạo mạnh tới nghịch thiên kia thì khi đứng trước mặt muội muội ngươi, chắc hẳn y cũng sẽ bất đắc dĩ và tuyệt vọng, cho nên, chuyện ngươi cần làm lúc này là điều chỉnh tâm lý của mình. Diệp Huyên gật đầu, tất nhiên ta hiểu rõ đạo lý này, ta chỉ hối hận là mình hiểu rõ quá muộn. Nói xong, hắn nhìn kiếm Thanh Huyên trước mặt, cười nói, thật ra cũng không muộn. Kiếm Thanh Huyên đột nhiên rung lên. Sau đó hóa thành một luồng kiếm quang bay về trong tay hắn. Bù! Tiếng kiếm reo vang vọng toàn bộ chiến trường hư chân. Tần Quan mỉm cười, không nói gì nữa. Tội Vương chợt nói, Diệp thiếu, còn 10 ngày nữa, vị thần chủ kia của bọn ta sẽ chạy tới nơi này, thực lực của hắn ta rất mạnh. Diệp Huyên gật đầu, vào tháp trước đã. Nói xong, hắn mang Tội Vương và Tần Quan tiến vào bên trong tiểu tháp. Sau khi tiến vào tiểu tháp, Tội Vương ngẩn ra. Một lát sau, Tội Vương nhìn Diệp Huyên, run giọng nói, Diệp thiếu, người tu luyện trong này. Diệp Huyên gật đầu. Tội Vương im lặng. Mẹ nó! Thảo nào thực lực của tên này tăng nhanh khủng khiếp như vậy? Đúng là không hợp thói thường mà. Không phải là người mà. Diệp Huyên nhìn về phía Tần Quan, tiểu quan, chế tạo chiến giáp sao rồi? Tần Quan búng tay một cái. Lúc này, Tiểu Ái xuất hiện trước mặt Tần Quan và Diệp Huyên, Tiểu Ái hơi thi lễ, sau đó nói, Diệp công tử, bọn ta đã chế tạo được 60 diệt thế thần tướng, tối đa thêm 10 năm nữa, bọn ta có thể chế tạo xong. Diệp Huyên hỏi, chiến giáp thì sao? Tiểu Ái trầm giọng nói, có lẽ phải muộn hơn chút. Diệp Huyên trầm giọng nói, khoảng chừng bao lâu? Tiểu Ái suy nghĩ. Sau đó nói, chế tạo mấy chục vạn chiến giáp cần xấp xỉ 300 năm. 30 ngày.
Diệp Huyên khẽ nói cách khác, cần sấp xỉ một tháng. Tiểu Ái gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên gật đầu, cũng đủ rồi. Nói xong, hắn nhìn về phía Tần Quan, ta cảm thấy, chúng ta không thể khoanh tay chịu chết, cứ luôn ở chỗ này chờ bọn họ đánh tới. Tần Quan nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người muốn tiến vào thế giới của bọn họ. Diệp Huyên gật đầu. Tội Vương ở bên cạnh nghe vậy thì lắc đầu, Diệp công tử, thứ cho ta nói thẳng, người căn bản không cách nào tiến vào thế giới của bọn ta là dùng ý thức tiến vào thế giới của các ngươi, mà ngươi muốn tiến vào thế giới của bọn ta, đồng nghĩa với việc phải phá hai quy tắc, một là quy tắc của thế giới hư chân, hai là quy tắc của chân thế giới bọn ta, mà đối với các ngươi bây giờ, việc này là hoàn toàn không thể nào. Diệp Huyên cười nói, ta lại cảm thấy, mọi chuyện đều có thể. Tội Vương nhíu mày, lúc này Tần Quan đột nhiên nói, thật ra, Tội Vương ngươi hiểu nhầm ý của Tiểu Huyên tử rồi. Hắn muốn ta nghiên cứu cách làm tương tự các ngươi, dùng ý thức xâm nhập thế giới của các ngươi. Tội Vương im lặng một lát rồi nói, thật ra, nếu như có thể, ta không khuyến khích các ngươi làm như vậy. Tần Quan nhìn Tội Vương hỏi, vì sao? Tội Vương lắc đầu, sau khi tất cả mọi người đạt được bất tử, vấn đề lũ lượt kéo tới. Phương pháp năm đó bọn ta dùng để giải quyết những vấn đề này chính là không ngừng xâm chiếm vũ trụ khác, làm dịu mâu thuẫn nội bộ. Mà bây giờ thế giới này của các ngươi vẫn chưa có thực lực đi xâm chiếm thế giới khác, nếu như bây giờ nắm giữ năng lực này, kết cục chính là, trật tự nội bộ của thế giới các ngươi sẽ bị sụp đổ, đặc biệt là về mặt tài nguyên, một khi tất cả mọi người bất tử, chưa đến một vạn năm, tài nguyên của các ngươi sẽ hoàn toàn cạn kiệt, khi đó, các ngươi chẳng khác nào là tự đào hố chôn mình. Tần Quan cau mày lại, suy ngẫm một lát, sau đó nàng ta khẽ gật đầu, ta đúng là không nghĩ tới điểm này. Diệp Huyên lại nói, vẫn nên nghiên cứu. Hai người nhìn về phía Diệp Huyên cười nói, sau khi bọn ta nghiên cứu ra, có thể không dùng, nhưng không thể không có. Bởi vì rất nhiều năm về sau, chắc chắn vùng vũ trụ này của bọn ta sẽ xuất hiện tình trạng giống như thế giới của Tội Vương các ngươi, khi đó, có lẽ phương pháp này cũng là một lối thoát, đương nhiên. Nếu có con đường khác để đi, vậy có thể không lấy ra dùng, mãi mãi phong ấn phương pháp này. Tội Vương khẽ gật đầu, vậy cũng được. Tần Quan cũng gật đầu, quả thật là vậy, ta đi lập kế hoạch. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Sau khi Tần Quan rời đi, Diệp Huyên nhìn Tội Vương, cười nói, Tội Vương, ngươi ở lại nơi này tu luyện đi. Tội Vương gật đầu, được. Diệp Huyên lại hỏi, bản thể của ngươi có an toàn không? Tội Vương cười nói, an toàn, ta giấu rất kỹ, bọn họ không tìm được bản thể của ta. Diệp Huyên khẽ gật đầu, vậy là tốt rồi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, Tội Vương nhìn xung quanh, khẽ nói, nơi này vô cùng đặc biệt. Đi theo Kháo Sơn Vương, đãi ngộ không tệ đâu. Bên kia... Diệp Huyên đi đến trước một vùng thời không đặc thù này chính là thời không lúc trước Thanh Nhi để lại, cũng là thời không duy nhất nàng để lại trong tiểu tháp. Lúc đó không nghiên cứu là bởi vì không đủ thực lực, mà bây giờ, hắn muốn tới xem thử. Diệp Huyên đi vào vùng thời không này, hắn từ từ nhắm mắt lại, đột nhiên, dường như hắn phát hiện ra cái gì, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Sở dĩ Diệp Huyên chấn động là bởi vì sau khi đưa kiếm ý của bản thân ở nhân gian vào thời không thần bí này, anh mới phát hiện ra, bên trong thời không này cũng có một luồng kiếm ý nhân gian khác tràn ra. Chuyện gì thế này? Diệp Huyên không khỏi giật mình. Chốc lát sau, Diệp Huyên lại lần nữa thi triển kiếm ý nhân gian của mình, mà khi kiếm ý nhân gian của hắn tràn vào thời không, bốn bề xung quanh cũng có vô số kiếm ý tràn ra. Là kiếm ý nhân gian. Nhìn thấy cảnh tượng này, thần sắc của Diệp Huyên dần trở nên nghiêm trọng. Rốt cuộc đây là thời không gì? Đúng lúc này, Tiểu Bút đột nhiên nói, có lẽ đây là thời không phản chiếu trong truyền thuyết. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, thời không phản chiếu. Tiểu Bút đáp, đúng vậy. Diệp Huyên trầm giọng, người giải thích rõ hơn đi. Tiểu Bút trầm giọng đáp, ta cũng chỉ nghe nói về thời không này khi đi theo chủ nhân, đây là một thời không đặc biệt trong truyền thuyết. Loại thời không này có thể sao chép và phản chiếu. Diệp Huyên khẽ nheo mắt, cũng có nghĩa là, ta bỏ một đồng linh nguyên vào đó, có thể biến thành hai đồng. Tiểu Bút đáp, sao ngươi không thử xem?
Diệp Huyên xòe bàn tay ra, một đồng linh nguyên được đưa vào thời không, nhưng không có động tĩnh gì. Diệp Huyên nhíu chặt hàng lông mày, hắn cảm nhận thêm lần nữa và nhanh chóng sững người. Mẹ kiếp! Đồng linh nguyên kia bị nuốt mất rồi. Mặt mũi Diệp Huyên xa sầm. Tiểu bút nói, thời không phản chiếu này chắc cũng cần năng lượng đó. Và lại, cho dù có thể phản chiếu và sao chép, nhưng chắc cũng có yêu cầu nhất định. Diệp Huyên khẽ nói, đây là thời không mà Thanh Nhi để lại cho ta, muội ấy để lại cho ta, chắc chắn có hàm ý nào đó. Tiểu bút đáp, thời không này có linh, ngươi lôi đầu nó ra đi. Diệp Huyên khẽ gật đầu, hắn cảm nhận thời không phản chiếu này một lần nữa, chốc lát sau, hắn cảm nhận được một hơi thở thần bí. Diệp Huyên đột nhiên bật cười, ra đây gặp mặt tí nhé. Hơi thở thần bí kia không phản hồi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói, ngươi mà không ra, ta sẽ mách Thanh Nhi, nói rằng ngươi muốn tạo phản. Tiểu tháp. Tiểu bút. Đúng lúc này, bốn bề xung quanh thời không khẽ rung lên, ngay sau đó, một luồng sáng trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Ánh sáng trắng dần tản đi, một tinh linh chỉ to bằng lòng bàn tay hiện ra trước mắt Diệp Huyên. Nàng ta quắc mắt nhìn Diệp Huyên, trông có vẻ rất giận dữ. Diệp Huyên bật cười, nên xưng hô thế nào đây? Tinh linh hừ một tiếng, không nói cho ngươi biết. Diệp Huyên bình tĩnh nói, lát nữa ta sẽ đi cáo trạng. Này! Tiểu tinh linh giận dữ chỉ vào Diệp Huyên, tại sao ngươi có thể như thế chứ? Ta đâu có muốn tạo phản, ngươi, ngươi bắt nạt ta. Nói xong, nàng ta bắt đầu chảy nước mắt. Diệp Huyên nghẹn lời. Sao bạn nhỏ này không biết thế nhỉ? Diệp Huyên mỉm cười, đừng khóc, ta đùa với ngươi thôi, ta sẽ không cáo trạng đâu. Tiểu tinh linh chớp chớp mắt, thật sao? Diệp Huyên gật đầu, thật đấy. Tiểu tinh linh lập tức tuét miệng cười, tốt quá. Diệp Huyên lắc đầu mỉm cười, ngươi tên là gì? Tiểu tinh linh cười đáp, ta là Kính Tiểu Tiểu. Kính Tiểu Tiểu. Diệp Huyên mỉm cười, cái tên này do ngươi tự đặt cho ngươi à? Tiểu tinh linh lắc đầu, do tỷ tỷ váy trắng đặt cho ta đấy. Thanh Nhi. Diệp Huyên cảm thấy bất ngờ, muội ấy đặt tên cho ngươi. Tiểu tinh linh gật đầu, tỷ ấy nói ta rất nhỏ, nên đặt tên là Tiểu Tiểu. Diệp Huyên sững người, sau đó bật cười ha hả. Cách đặt tên của Thanh Nhi cũng chẳng khác gì mình. Tiểu tinh linh nhìn Diệp Huyên, không hay hả? Diệp Huyên vội vàng đáp, hay chứ, cực kỳ hay. Nghe vậy, tiểu tinh linh tuét miệng cười, ta biết là hay mà. Diệp Huyên mỉm cười, tiểu tiểu, ta có thể thỉnh giáo ngươi một việc chứ? Tiểu tinh linh gật đầu, được, tỷ tỷ váy trắng bảo ta đi theo ngươi, nói rằng ta có thể giúp được ngươi. Diệp Huyên bật cười, ta nghe tiểu bút nói rằng đây là thời không phản chiếu, ngươi có thể sao chép bất cứ thứ gì, đúng chứ? Tiểu tinh linh lắc đầu, không được đâu. Diệp Huyên nhíu mày. Tiểu tinh linh nhìn Diệp Huyên, người vẫn còn điều gì muốn hỏi phải không? Diệp Huyên trầm giọng, tại sao lại không thể? Tiểu tinh linh đáp, bởi vì định luật. Định luật. Đôi mắt của Diệp Huyên khẽ nheo lại, định luật gì cơ? Tiểu tinh linh đáp, định luật của vũ trụ đó. Ta là thời không do vũ trụ quản hạt, thế nên, ta phải tuân thủ định luật của vũ trụ. Diệp Huyên hỏi, định luật của vũ trụ là do chủ nhân của bút đại đạo định ra à? Tiểu tinh linh lắc đầu, không phải đâu, chủ nhân của bút đại đạo là định luật đại đạo, cũng chính là trật tự đại đạo. Định luật vũ trụ là định luật vũ trụ, hai thứ này khác nhau chứ? Diệp Huyên hỏi tiếp, ai lợi hại hơn? Tiểu tinh linh ngẫm nghĩ, nghiêm túc mà nói, định luật vũ trụ lợi hại hơn, nhưng theo ta được biết, trật tự vũ trụ không thể áp chế được trật tự đại đạo, thế nên ở chỗ bọn ta, trật tự đại đạo và định luật vũ trụ cùng tồn tại, không ai làm gì được ai. Nàng ta ngừng lại trong chốc lát rồi nói tiếp, trong vũ trụ này, người mạnh nhất vẫn là tỷ tỷ váy trắng, khi xưa suýt nữa tỷ ấy đánh định luật vũ trụ tàn phế đó. Diệp Huyên sững người, suýt nữa thì đánh định luật vũ trụ tàn phế. Tiểu tinh linh gật đầu, đúng vậy. Khi xưa linh của vũ trụ này muốn khởi động lại vũ trụ trước khi những kẻ từ bên ngoài đến kịp thức tỉnh, nhưng tỷ tỷ váy trắng ngăn cản. Ta nói cho ngươi biết nha, trước kia linh của vũ trụ này cực kỳ vênh váo. Nhưng sau khi bị đánh cho một trận, bây giờ nó ngoan ngoãn lắm rồi.
Diệp Huyên khẽ nói, Thanh Nhi từng đánh cả linh của vũ trụ à? Tiểu tinh linh mỉm cười, đúng vậy, khi ấy ta cũng có mặt mà. Linh của vũ trụ này khi ấy cũng lợi hại lắm, còn đòi nhường tỷ tỷ váy trắng ba đường kiếm, chậc chậc. Sắc mặt Diệp Huyên trở nên kỳ quặc. Tiểu tinh linh cười, ngươi có muốn tới sao trùng khởi với ta không? Diệp Huyên thoáng nhíu mày, sao trùng khởi? Tiểu tinh linh gật đầu, đúng vậy, sao trùng khởi cách nơi này không xa đâu. Đó là nơi ở của linh vũ trụ, trước mỗi lần khởi động lại vũ trụ, nó sẽ thu thập rất nhiều thứ hay ho trong vũ trụ rồi cất ở nơi đó để bảo quản. Nói nhỏ cho ngươi biết nhé, bảo vật ở nơi đó nhiều vô số kể, bởi vì vũ trụ này bị khởi động lại rất nhiều lần rồi. Sau mỗi lần đại luân hồi, nơi đó lại có thêm rất nhiều thứ tốt. Nàng ta ngừng lại trong chốc lát rồi nói tiếp, ta dẫn ngươi, chúng ta chia nửa, ngươi thấy thế nào? Diệp Huyên thoáng do dự, linh của vũ trụ đã bị đánh chết chưa? Tiểu tinh linh lắc đầu, không bị đánh chết, nhưng bị đánh tàn tật rồi. Khi đó nó cũng hứa, chỉ cần ngươi vẫn còn ở vũ trụ này, nó sẽ không khởi động lại vũ trụ. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, chúng ta tới đó như thế, nó có đánh chúng ta không? Nó dám à? Tiểu tinh linh trợn ngược hai mắt, cho nó 100 lá gan, nó cũng không dám đánh chúng ta. Diệp Huyên không hiểu lắm, tại sao? Tiểu tinh linh nghiêm túc nói, có ngươi rồi có ta, thêm cả tỷ tỷ váy trắng nữa, ba chúng ta liên thủ lại có thể loạn sát khắp vũ trụ này. Diệp Huyên im lặng. Diệp Huyên nhìn tiểu tinh linh, vẻ mặt kỳ lạ. Ra mặt tên này cũng có chút khó lường đấy. Tiểu tinh linh vội vàng nói tiếp, thế nào? Diệp Huyên cười nói, nơi đó, thật sự có rất nhiều bảo bối. Tiểu tinh linh gật đầu, đúng. Giàu có nhất vũ trụ này, chính là linh vũ trụ này. Diệp Huyên có chút hiếu kỳ, những người ngoài đến từ chân thế giới kia, bọn họ đến giết sinh linh thế giới này, mà thần linh vũ trụ không quan tâm sao? Tiểu tinh linh lắc đầu, bọn họ là một ruột. Diệp Huyên nhíu mày, nghi ngờ. Tiểu tinh linh gật đầu, đúng vậy. Sau khi đến giết chết các cao thủ, người của chân thế giới sẽ nhân cơ hội xây dựng lại vũ trụ, khiến vũ trụ tiến vào vòng luân hồi mới, như vậy, nó sẽ trở nên mạnh hơn. Tên này, ta cẩn thận đánh giá thì ít nhất nó đã luân hồi hơn 100 lần rồi. Mỗi lần luân hồi, thực lực của nó đều sẽ tăng mạnh vô cùng đáng sợ. Đáng tiếc, nó vẫn không đánh thắng được tỷ tỷ váy trắng. Tần quan tỷ tỷ thẳng thừng đánh nó đến mức quỳ xuống. Quỳ xuống. Diệp Huyên cười nói, quỳ xuống thật sao? Tiểu tinh linh gật đầu, đúng vậy. Nếu nó không quỳ xuống, tần quan tỷ tỷ sẽ xóa bỏ linh trí của nó, khiến nó trở thành tên đần đột, mà muốn linh trí trở lại lần nữa, ít nhất nó cũng cần đến 1000 tỷ năm. Cho nên, lúc đó nó vừa nghe tần quan tỷ tỷ muốn xóa bỏ linh trí của nó lập tức quỳ xuống. Diệp Huyên. Tiểu tinh linh cười hi hi, đi, chúng ta đến hành tinh tái tạo, cách nơi này rất gần. Diệp Huyên cười nói, chúng ta đợi một lát rồi đi, hiện tại ta có mấy vấn đề cũng thỉnh giáo ngươi. Tiểu tinh linh chớp mắt, vấn đề gì? Diệp Huyên nghiêm túc nói, ngươi có thể dùng gương phục chế lại kiếm ý nhân gian của ta, nhưng lại không thể phục chế linh nguyên, là vì sao? Nếu là do vũ trụ quy định, vậy cũng không nên chứ? Vũ trụ quy định thì tại sao lại cho phép ngươi phục chế kiếm ý nhân gian của ta? Tiểu tinh linh nói, ngươi thả kiếm ý nhân gian của ngươi ra lần nữa xem. Nghe vậy, Diệp Huyên làm theo, lập tức thả kiếm ý nhân gian của mình ra, khi kiếm ý nhân gian xuất hiện, tiểu tinh linh khẽ vung tay, thoáng chốc, bàn tay nàng ta cũng có vô vàn kiếm ý nhân gian tuôn ra. Diệp Huyên nhíu mày, sao vậy? Tiểu tinh linh cười nói, ngươi cảm nhận thử kiếm ý nhân gian mà ta tạo ra thử xem. Diệp Huyên xòe tay trái, kiếm ý nhân gian do tiểu tinh linh tạo ra lập tức bay vào trong tay hắn, một lúc sau, hắn nhíu chặt mày, hắn phát hiện, kiếm ý nhân gian này và kiếm ý nhân gian của bản thân hắn chỉ có hơi thở rất giống nhau, nhưng trong đó căn bản không có tín ngưỡng chi lực. Giả sao? Diệp Huyên nhìn tiểu tinh linh bình tĩnh nói, là giả. Diệp Huyên bỗng chốc có chút thất vọng. Tiểu tinh linh trộm liếc nhìn Diệp Huyên, không nói gì, hình như có chút chột dạ. Lúc này, Diệp Huyên bỗng nhìn tiểu tinh linh. Không đúng, nếu tên này không có tác dụng gì, chắc chắn Thanh Nhi sẽ không để nàng ta lại cho hắn. Tên này tâm tư nhiều, chắc chắn có gì đó giấu mình.
Diệp Huyên cười nói, có phải ngươi có gì đó vẫn chưa nói cho ta không? Tiểu tinh linh vội vàng lắc đầu, không có, không có. Diệp Huyên cười nói, được thôi, ta tin ngươi, vậy chúng ta đi đến hành tinh tái tạo. Tiểu tinh linh lập tức vui mừng, được thôi, đi nào. Diệp Huyên nói, đợi đã, ta dẫn theo một người đi cùng. Nói xong, hắn xòe tay, một miếng bùa truyền âm bỗng xuất hiện trong sân, rất nhanh sau đó, không gian bên cạnh hắn bỗng nứt ra, Tần Quan chậm rãi bước ra. Tần Quan liếc nhìn tiểu tinh linh kia, sau đó nói, đây là... Diệp Huyên kể lại một lượt chuyện của tiểu tinh linh và hành tinh tái tạo cho Tần Quan, Tần Quan nghe xong, khẽ nói, thì ra, vùng vũ trụ này của chúng ta cũng từng được dựng lại, hơn nữa, còn được dựng lại nhiều lần như vậy. Đúng là khiến người ta bất ngờ đấy. Diệp Huyên gật đầu, có chút bùi ngùi. Nếu không phải Thanh Nhi, vùng vũ trụ này sẽ lại dựng lại lần nữa rồi. Mà rất nhiều sinh linh, có thể đều không biết bản thân mình chết thế nào. Lúc này, Tần Quan bỗng nói, đi xem đi. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn tiểu tinh linh, dẫn đường đi. Tiểu tinh linh nhếch miệng cười, sau đó nói, các ngươi đi theo ta. Nói rồi, hai bàn tay nhỏ của nàng ta kéo về phía trước, không gian trong tháp nhỏ lập tức bị nàng ta xé rách, sau đó, nàng ta trực tiếp bay ra. Diệp Huyên và Tần Quan đưa mắt nhìn nhau, sau đó cũng vội đi theo. Thoáng chốc, hai người đã đến một vùng tinh không tối tăm, vùng tinh không này, rất ít tinh quang, cả tinh không cực kỳ u tối, rất áp lực. Tiểu tinh linh chỉ về phía xa, các ngươi xem. Diệp Huyên và Tần Quan nhìn về phía xa, nơi cuối tầm mắt, có một cánh cổng ánh sáng chừng vạn trượng, trong cánh cổng sáng, là một lốc xoáy trắng, thần thức không thể xuyên qua. Tiểu tinh linh nghiêm túc nói, bên trong chính là hành tinh tái tạo. Diệp Huyên cười nói, có nguy hiểm không? Tiểu tinh linh gật đầu, có. Diệp Huyên hỏi, nguy hiểm gì? Tiểu tinh linh thấp giọng nói, chúng ta tiến về phía trước, người bảo vệ nơi này sẽ xuất hiện. Là do thần linh vũ trụ để ở đây mở cửa, rất mạnh. Diệp Huyên nhíu mày, năm đó lúc Thanh Nhi đi vào từ chỗ này, không đánh chết người bảo vệ này sao? Tiểu tinh linh lắc đầu, người bảo vệ đó cảm nhận được sức mạnh của tỷ tỷ váy trắng, nên giả vờ ngủ say, không tỉnh lại. Nghe vậy, Diệp Huyên khẽ nhếch miệng, mẹ nó, còn có thể chơi vậy sao? Tiểu tinh linh nhìn Diệp Huyên, người đi đánh với hắn đi. Diệp Huyên cười nói, ngươi không biết đánh sao? Tiểu tinh linh lắc đầu, ta không biết đánh nhau, ta chỉ biết. Nói đến đây, nàng ta lại không nói nữa. Diệp Huyên nhìn tiểu tinh linh, hắn cười nhạt, sau đó đi về phía xa, vừa bước được mấy bước, một luồng hơi thở kinh khủng lập tức khóa chặt hắn lại. Ầm ầm, chớp mắt, tinh không trong sân lập tức sôi sục. Diệp Huyên nheo hai mắt, hơi thở quá mạnh. Vùng vũ trụ này còn tồn tại cao thủ mạnh cấp bậc như vậy, cũng khiến hắn rất bất ngờ. Mà ngay lúc này, thời không trước mặt Diệp Huyên bỗng nứt ra, sau đó, một người khổng lồ cao chừng mấy trăm trượng chậm rãi bước ra, trong tay người khổng lồ còn cầm theo một cái búa khổng lồ, từng bước đi của nó, đều khiến thời không trong sân rung chuyển, hơi thở mạnh mẽ tựa như nước lũ đánh ra khắp xung quanh, vô cùng đáng sợ. Diệp Huyên nhìn người khổng lồ chằm chằm, im lặng không nói. Không thể không nói, hắn vẫn có chút kinh ngạc. Rất mạnh. Vùng vũ trụ này, không phải không có cao thủ đỉnh cao. Lúc này, người khổng lồ bỗng cầm búa trong tay chỉ vào Diệp Huyên, người nào dám xông vào hành tinh tái tạo, chán sống rồi hay sao? Giọng điệu hùng hồn, lập tức khiến thời không trong sân chấn động, cực kỳ đáng sợ. Diệp Huyên nheo mắt, hắn xòe tay kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay hắn, mà lúc này, tiểu tinh linh bên cạnh hắn bỗng lên tiếng, ban đầu lúc tỷ tỷ váy trắng đến, nó cũng rất khiêm tốn. Mấy tên này, đều là nhìn người mà làm, rất thực tế đấy. Diệp Huyên nhìn tiểu tinh linh, chẳng phải ngươi cũng vậy sao? Ngay lúc này, người khổng lồ kia bỗng lao về trước, lập tức xông về phía ba người Diệp Huyên. Nhìn người khổng lồ kia cầm búa bổ tới, Diệp Huyên bỗng chốc bước lên trước một bước. Bù! Một luồng kiếm quang chừng vạn trượng bỗng chốc chém về phía người khổng lồ kia. Ầm. Người khổng lồ liên tục lùi lại. Mà trong lúc nó lùi lại, vô số kiếm nhân gian lập tức bao quanh. Rầm rầm.
Người khổng lồ lại liên tục lùi đi, vừa lùi, đã là nghìn trượng. Khi hắn ta vừa dừng lại, trên người hắn lập tức đã xuất hiện vô số vết thương. Người khổng lồ sững sờ. Bản thân bị thương rồi sao? Ở phía xa, Diệp Huyên dừng lại, hắn nhìn người khổng lồ, có chút kinh ngạc, người khổng lồ này chịu đòn rất tốt. Người khổng lồ bỗng nhìn Diệp Huyên, kinh ngạc nói, kiếm của ngươi có thể làm ta bị thương. Diệp Huyên gật đầu, đúng. Người khổng lồ giống giận, bỗng nhiên gào thét, thoáng chốc, một luồng sóng âm kinh khủng chấn động khắp xung quanh. Âm, thời không xung quanh đột nhiên nứt ra. Mà ngay lúc này, tiểu tinh linh bỗng nói, đại ca, hắn là ca ca của tỷ tỷ váy trắng. Nghe vậy, người khổng lồ sững người, hắn ta nhìn tiểu tinh linh chằm chằm, là ngươi. Tiểu tinh linh bình tĩnh nói, hắn là ca ca của tỷ tỷ váy trắng, nếu ngươi đánh hắn, đến lúc đó tỷ tỷ váy trắng sẽ lột da ngươi ra đấy. Sắc mặt người khổng lồ bỗng chốc có chút kiêng dè. Tỷ tỷ váy trắng. Cô gái kia. Người khổng lồ nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên, lập tức có chút do dự. Chuyện này phải làm sao? Bỏ qua tên này. Nhưng mặt mũi giấu vào đâu? Không bỏ qua. Nhớ đâu cô gái kia thật sự đến gây chuyện với mình, với thực lực bản thân hắn ta, đánh với đối phương thì phần thắng không lớn. Nghĩ đến đây, người khổng lồ nhìn Diệp Huyên, tên loài người, có muốn rèn luyện chút không? Rèn luyện. Nếu đánh thắng, thì bỏ qua đối phương, nếu đánh thua, cũng có thể để đối phương đi vào, như vậy, mặt mũi cũng giữ được. Không cần định sống chết, cũng không cần dính nhân quả. Rèn luyện. Nghe thấy lời của người khổng lồ, Diệp Huyên khẽ gật đầu, có thể. Hắn cũng muốn đánh một trận với người khổng lồ này. Người khổng lồ nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ta cũng dùng hết toàn lực đấy. Diệp Huyên cười nói, mời. Nói rồi, hắn xòe tay, thoáng chốc, vô số kiếm ý nhân gian từ trong lòng bàn tay hắn phóng thẳng lên trời. Chớp mắt, nghìn vạn thanh kiếm đã xuất hiện trên đầu Diệp Huyên. Kiếm nhiều như đại dương. Thấy vậy, người khổng lồ kia nheo hai mắt, hắn ta cũng không nói rông dài, xòe tay, cây búa khổng lồ trong tay bỗng phóng lên trời, thoáng chốc, trên trời xuất hiện một vùng sáng vàng kim chừng vạn trượng, còn cây búa kia thì xuất hiện ngay trung tâm vùng sáng kia. Diệp Huyên bỗng nói, chém. Vừa dứt lời, kiếm Thanh Huyên trong tay hắn lập tức mang theo nghìn vạn thanh kiếm nhân gian chém về phía người khổng lồ. Chớp mắt, nghìn vạn thanh kiếm dày đặc tựa như mưa bão bay về phía người khổng lồ, vô cùng kinh sợ. Ánh mắt người khổng lồ trở nên hung ác, hắn ta bước lên trước một bước, bàn tay đè xuống, chém. Vừa dứt lời, trong trận sáng này, cây búa bỗng chém xuống cùng với từng luồng sáng vàng kinh khủng kia. Bù. Một búa vừa bổ xuống, vô số kiếm nhân gian lập tức bị đánh tan. Thấy vậy, Diệp Huyên khẽ nheo mắt, hắn chợt suy nghĩ, toàn bộ kiếm nhân gian bay vào trong kiếm Thanh Huyên khẽ rung chuyển, sau đó hóa thành một luồng kiếm quang chém vào cây búa kia. Ầm. Tiếng nổ vang vọng khắp nơi, một kiếm một búa khẽ rung chuyển, thời không trong vòng mấy trăm dặm xung quanh lập tức rơi vào một vùng tối đen. Một kiếm một búa rằng co một lúc, sau đó cây búa bỗng nhiên xuất hiện vết nứt, tiếp đó, cây búa khổng lồ bỗng tan vỡ, kiếm Thanh Huyên thẳng tắp chém về phía người khổng lồ. Thấy vậy, người khổng lồ bỗng trừng lớn mắt, hắn lao về trước, đánh ra một quyền. Ầm. Một luồng sức mạnh kinh người ngăn chặn kiếm Thanh Huyên của Diệp Huyên, nhưng sau đó, tay phải hắn ta lập tức nứt vỡ, thấy thế, người khổng lồ trong lòng hoảng sợ. Rút tay phải về, sau đó lại đánh về phía trước. Ầm. Lần này, sức mạnh kinh người trực tiếp đánh bay kiếm Thanh Huyên. Ở phía xa, Diệp Huyên đang định vung kiếm lần nữa, thì người khổng lồ bỗng lên tiếng, thừa nhận. Nghe vậy, Diệp Huyên cũng ngây người. Người khổng lồ lại nói, nể mặt muội muội ngươi, ngươi đi vào đi. Ta không làm khó ngươi. Nghe vậy, tần quan ở bên cạnh lập tức lắc đầu. Người khổng lồ này đúng là mặt dày. Tiểu tinh linh tức giận nhìn người khổng lồ, tức giận không thôi. Diệp Huyên cũng cạn lời. Đúng là mặt dày. Người khổng lồ lại không cho mấy người Diệp Huyên cơ hội lên tiếng, quay người rời đi. Diệp Huyên cười nói, đi thôi. Nói xong, ba người đi về cánh cổng sáng phía xa.
Tiểu tinh linh bỗng nói, đại ca kia, đúng là da mặt quá dày. Tần quan gật đầu, tán thành nói, đúng vậy. Tiểu tinh linh bỗng nhìn Diệp Huyên, còn dày hơn cả ngươi đấy. Diệp Huyên đen mặt, hắn khẽ vỗ tiểu tinh linh, nói hay lắm, lần sau đừng nói nữa. Tiểu tinh linh. Sau khi ba người đi vào cánh cổng sáng, một vùng sáng chợt lóe lên trước mắt, sau đó, ba người đã đến trước một vùng đất máu, bước chân vào vùng đất máu này, Diệp Huyên bỗng nhíu mày, nơi này không có sinh linh gì cả, mặt đất khô cằn, đỏ như máu, liếc mắt nhìn qua, rất ghê người. Diệp Huyên nhíu mày, tiểu tiểu, nơi này là... Tiểu tinh linh khẽ nói, nơi này là táng thổ. Diệp Huyên nhìn tiểu tinh linh, táng thổ. Tiểu tinh linh gật đầu, nơi này, trước kia từng có cả chục tỷ sinh linh sụp đổ, chính là sau khi vũ trụ dựng lại, ngày đó, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất, không đúng, là máu tươi nhấn chìm cả mặt đất, cả chục tỷ năm nay, mặt đất vẫn còn màu đỏ máu không hề phai. Diệp Huyên thấp giọng nói, chục tỷ năm thì sẽ luân hồi một lần. Tiểu tinh linh gật đầu, đúng. Diệp Huyên lại nói, hiện tại đã đến lúc rồi, đúng không? Ừ. Tiểu tinh linh nói, vốn dĩ, linh vũ trụ muốn nhân lúc những thần linh kia thức tỉnh thì dựng lại vũ trụ, nhưng sau này bị cô gái váy trắng ngăn cản, sau đó, cũng không quan tâm chuyện gì nữa, mỗi ngày chỉ nằm ngủ thôi. Tần quan bỗng nói, lười nhác. Tiểu tinh linh nhìn tần quan cười nói, có nghĩa là vỏ đã mẻ lại còn sứt. Tiểu tinh linh gật đầu, chính là ý này. Diệp Huyên hỏi, chẳng lẽ không thể cùng tồn tại sao? Tiểu tinh linh lắc đầu, căn bản không thể cùng tồn tại, không đúng, hoặc nên nói là, chỉ có thể cùng tồn tại trong một thời gian. Những sinh linh này tồn tại trên vũ trụ, nhất định phải không ngừng khai phá tài nguyên của vũ trụ, mà tài nguyên của vũ trụ không thể vô hạn, một thời gian lâu dài, căn nguyên của vũ trụ sẽ bị hao tổn. Vì vậy, để sinh tồn, cứ cách một thời gian nhất định vũ trụ sẽ dựng lại một lần, cứ như vậy, có thể giải quyết nguy cơ của bản thân nó, lại có thể cắn nuốt vạn vật sinh linh để tăng cường bản thân, đối với nó mà nói, cũng xem như một mũi tên hai mục đích. Diệp Huyên nhìn tiểu tinh linh, nếu nó dựng lại vũ trụ, thì thời không này của các ngươi cũng sẽ dựng lại đúng không? Tiểu tinh linh nói, bản thể của chúng ta thì không, nhưng, linh trí của chúng ta thì có, bởi vì không có linh trí. Chúng ta sẽ không thể căn nuốt sinh linh của nó. Mà chúng ta cần khôi phục linh trí, cần rất rất nhiều thời gian. Nói đến đây, nàng ta bỗng nhếch miệng cười, hiện tại thì ta không sợ nó, hiện tại ta đã đi cùng tỷ tỷ váy trắng, cho dù nó có dựng lại vũ trụ, cũng không dám xóa linh trí ta, nhìn thấy ta, nó cũng phải nể mặt ta ba phần. Không chỉ vậy, hiện tại ở khắp vũ trụ này, ai dám không nể mặt kính tiểu tiểu ta chứ? Ai dám? Diệp Huyên và Tần Quan im lặng. Tiểu tinh linh nhìn Diệp Huyên và Tần Quan, chớp mắt, hiện tại có phải ta hơi ngông quá rồi không? Diệp Huyên lắc đầu, không có, ta cảm thấy là ngươi rất khiêm tốn. Tần Quan liếc Diệp Huyên một cái, lại lừa con nít à. Nghe thấy lời Diệp Huyên nói, kính tiểu tiểu gật đầu, thật ra ta cũng cảm thấy như vậy. Dù sao ta cũng đang đi lăn lộn giang hồ với tỷ tỷ váy trắng. Ta cảm thấy mình ngông chút cũng không phải chuyện to tát gì. Diệp Huyên hỏi, người đi với Thanh Nhi, nàng ấy biết không? Kính tiểu tiểu trừng mắt, mình ta bằng lòng đi theo, không được à? Diệp Huyên và Tần Quan đều im lặng. Ngươi ngon đó. Hóa ra là ngươi tự mình đi theo thôi. Diệp Huyên thấp giọng thở dài, ta cảm thấy được, nhưng ngươi vẫn nên theo ta đi. Thật đó, nếu không... Ta nghĩ hôm nào đó ngươi cũng sẽ bị Tần cho một trận mất. Kính tiểu tiểu, được. Diệp Huyên cười nói, ngươi đồng ý nhanh nhỉ. Kính tiểu tiểu nhếch miệng cười, tỷ tỷ váy trắng rất quan tâm ngươi, ta theo ngươi, nàng sẽ để ý tới ta. Diệp Huyên cười, hắn nhẹ nhàng sờ đầu tiểu tinh linh, hắn thấy nhóc con này khá ổn. Trước đây, nhóc con này chắc không có cảm giác an toàn. Nhưng sau khi theo Thanh Nhi, chắc nhóc này đã tìm được cảm giác an toàn, thế nên nhóc con mới sùng bái Thanh Nhi như thế. Tần Quan cười nói, đi thôi, ta cũng muốn tìm hiểu chỗ này một chút. Diệp Huyên gật đầu, hắn cũng khá tò mò về nơi này. Hai người dẫn theo tiểu tinh linh tiếp tục đi tới. Diệp Huyên nhìn chung quanh, toàn bộ đều là đất màu đỏ máu, dù đã qua nhiều năm như vậy nhưng nơi này vẫn còn mùi máu tươi rất nồng. Vũ trụ tái tạo. Diệp Huyên nhíu mày,
Hắn chưa từng thấy cảnh tượng này nhưng nhìn táng thổ trước mắt, hắn có thể tưởng tượng ra được quá trình tái tạo vũ trụ tàn nhẫn cỡ nào. Nếu bây giờ tái tạo lại vũ trụ, toàn bộ sinh linh của vũ trụ Quan Huyên đều sẽ bị xóa sổ. Lúc này, Tần Quan bỗng thì thầm, tất cả sinh linh ở vũ trụ này đều nên cảm ơn thiên mệnh cô nương. Bên cạnh, tiểu tinh linh đột nhiên nói, không. Tần Quan nhìn nàng ta, tiểu tinh linh lại nhìn Diệp Huyên, nên cảm ơn Diệp Huyên ca ca mới đúng, tỉ tỉ váy trắng vì hắn mới ngăn cản linh của vũ trụ này. Theo sự hiểu biết của ta về tỉ ấy không quan tâm chuyện này đâu. Tần Quan im lặng. Đúng là thế. Nếu không vì Diệp Huyên, với tính cách của thiên mệnh, nàng ấy sẽ chẳng để tâm chuyện tồn vong của vũ trụ này đâu. Diệp Huyên lắc đầu cười, ta cũng không biết Thanh Nhi đã âm thầm làm bao nhiêu việc vì mình. Nói xong hắn dừng một lát mới bất mãn nói, cha ta chỉ lo đi dạo loanh quanh, chẳng biết đã đi tới đâu rồi. Thiệt tình, nếu ta mà có con thì nhất định để giữ bên cạnh để dạy dỗ, không đối xử giống cha đâu. Tần Quan cười nói, tiểu huyên tử, Dương bá phụ cũng rất quan tâm ngươi, ta tin là nếu thiên mệnh cô nương không để ý thì ông ấy cũng sẽ ra mặt, không thể nhìn ngươi bị người ta giết được. Diệp Huyên chỉ cười, không nói gì. Không thể không nói, quan hệ giữa cha và hắn sẽ kéo dài như thế tới hết kiếp. Nếu nói là xấu thì cũng không phải. Mà nếu bảo rằng tốt, chắc cũng chẳng tốt lành gì. Giữa cha và con luôn có mâu thuẫn, đây là sự thật. Đi được một lát, Diệp Huyên dừng bước, cách đó không xa có một người đàn ông, trên bụng người này còn găm một trường thương màu vàng, trường thương đâm xuyên bụng, mũi thương đâm xuống đất, ghim người đàn ông ngay đó. Diệp Huyên nhíu mày, đây là... Tiểu tinh linh nói, chục tỷ năm trước, ở vũ trụ này có một cường giả, năm đó ông ta dẫn dắt các cao thủ ở đây đối kháng với linh vũ trụ. Đáng tiếc, tuy người này rất mạnh nhưng vẫn không thể thắng được linh vũ trụ, hay, linh vũ trụ đã tu luyện hơn nghìn lần luân hồi rồi, cường giả bình thường hoàn toàn không thể đánh bại. Diệp Huyên nhìn người đàn ông ta tên gì? Tiểu tinh linh nói, Thổ Nam. Diệp Huyên nhìn tiểu tinh linh trừng mắt, ta đặt cho hắn ở nằm trên đất, lại là đàn ông nên gọi là Thổ Nam. Diệp Huyên lắc đầu. Lần đầu tiên hắn gặp người có tên còn xấu hơn mình. Diệp Huyên đi tới trước mặt người đàn ông, tuy ông ta bị ghim nhưng vẫn có thể ngẩng đầu, dáng người thẳng tắp. Tần Quan khẽ nói, năm đó, đây cũng là một nhân vật làm mưa làm gió bốn phương. Diệp Huyên gật đầu, dám đối đầu với linh vũ trụ, khẳng định không phải người bình thường. Nhìn người đàn ông trước mắt, Diệp Huyên trầm tư. Nếu không có Thanh Nhi, mình và vũ trụ Quan Huyên chắc cũng sẽ bị giống những sinh linh trước khi luân hồi, mà nếu chống lại linh vũ trụ thì kết cục sẽ không khác người đàn ông trước mặt bao nhiêu. Đối đầu linh vũ trụ. Tạm nhìn tình hình trước mặt thì trong cả vũ trụ Quan Huyên, trừ Tam Kiếm và chủ nhân Bút Đại Đạo, e là không ai có thể chống lại linh vũ trụ này. Nghĩ vậy, Diệp Huyên nhìn tiểu tinh linh, chủ nhân Bút Đại Đạo đánh thắng được linh vũ trụ này à? Tiểu tinh linh lắc đầu, không biết, họ chưa từng đánh nhau, nhưng ta biết là chủ nhân Bút Đại Đạo đã từng tới đây nói chuyện với linh vũ trụ này, đó là chuyện rất nhiều năm trước. Diệp Huyên có chút tò mò, họ đã nói những gì? Tiểu tinh linh nghĩ một lát, chủ nhân của Bút Đại Đạo khuyên nó đừng tái tạo vũ trụ, bảo là tái tạo lúc này thì nó sẽ gặp nguy hiểm nhưng nó không tin. Diệp Huyên im lặng. Tiểu tinh linh nói tiếp, ta cho người biết, linh vũ trụ này đã từng rất kiêu ngạo, toàn nhìn người bằng mũi thôi nhưng nó lại khá lễ độ với chủ nhân Bút Đại Đạo, có thể nhìn ra được là chủ nhân Bút Đại Đạo rất có tài. Diệp Huyên lắc đầu cười, chủ nhân Bút Đại Đạo không chỉ là có tài đâu. Tiếp tục tiếp xúc. Trực giác nói cho hắn biết là rất có thể chủ nhân Bút Đại Đạo mạnh sấp xỉ Tam Kiếm. Tiểu tinh linh cười nói, dù sao ta cũng không quan tâm nhiều thế, hiện tại ta theo Diệp Huyên ca ca, theo ngươi thì ta tuyệt đối an toàn. Diệp Huyên cười nói, vậy cứ theo ta đi, từ nay về sau, nếu ta cần, ngươi có thể giúp ta đánh nhau không? Tiểu tinh linh trừng mắt, chuyện này, có thể, tuy ta không giỏi đánh nhau nhưng ta sẽ hỗ trợ, ta có thể giúp đỡ. Diệp Huyên cười, được. Thanh Nhi để lại nhóc con này cho mình chắc có ý tứ sâu xa. Đúng lúc này, trong cơ thể người đàn ông trung niên trước mặt ba người xuất hiện khí tức thần bí. Thấy vậy, Diệp Huyên nhíu mày. Cái quỷ gì đây?
chẳng lẽ bị ghim mấy chục tỷ năm mà còn sống? Một linh hồn bay ra từ trong cơ thể người đàn ông trung niên. Đúng là người đàn ông trung niên. Nhìn linh hồn đối phương, Diệp Huyền im lặng. Linh hồn này tồn tại trên chục tỷ năm rồi. Cái này thì hơi quá rồi. Người đàn ông trung niên tỏ ra mờ mịt, hiển nhiên là có chút choáng váng sau giấc ngủ kéo dài chục tỷ năm. Một lát sau, ánh mắt người đàn ông trung niên trở nên rõ ràng, ông ta nhìn Diệp Huyền, đột nhiên cười lớn, cơ thể này tốt lắm, rất tốt. Đúng là thích hợp, trước không diệt ta, không ngờ lại dẫn tới một thể xác tốt như vậy để ta đoạt xá, ha ha. Đoạt xá. Nghe người đàn ông nói thế, sắc mặt Diệp Huyền lập tức trở nên kỳ quái. Người này đợi chục tỷ năm là để đoạt xá. Đương nhiên, đối với việc này, Diệp Huyền vô cùng hoan nghênh. Diệp Huyền bình tĩnh để kiếm Thanh Huyền tiến vào thức hải, tiếp theo hắn lộ vẻ mặt hoảng sợ, đoạt xá. Người muốn cướp thân thể sao? Ngươi, đừng tới đây. Nói xong, hắn xoay người định chạy trốn. Nhưng rất nhanh, một khí thế đáng sợ bao phủ hắn. Diệp Huyền dừng lại, bất động. Người đàn ông nhìn chằm chằm Diệp Huyền như đang nhìn một món ăn ngon, ông ta không nhịn được mà cười ha hả, trời cao đối xử với ta không tệ. Nói xong ông ta hóa thành tia sáng đen chui vào trong ấn đường của Diệp Huyền. Bùm! Trong nháy mắt, từ cơ thể Diệp Huyền bùng nổ một khí tức linh hồn khủng bố. Vẻ mặt Diệp Huyền vẫn bình tĩnh như cũ, không hề lo lắng. A! À. Đúng lúc này, tiếng hét hãi hùng của người đàn ông vang lên trong thức hải Diệp Huyền, kiếm này của ngươi là gì? Đây là kiếm gì? Diệp Huyền bình tĩnh nói, bất ngờ không? Kinh ngạc không? Người đàn ông gào lên, ngươi gài ta. Diệp Huyền lắc đầu, sao lại nói thế, rõ ràng là ngươi chủ động vào, giờ còn trách ta. Người đàn ông im lặng, một lát sau, ông ta đột nhiên nói, nhóc con, chúng ta nói chuyện. Diệp Huyền cười, nói chuyện gì? Người đàn ông trầm giọng nói, ta chính là cường giả vô địch mấy chục tỷ năm về trước, chỉ cần ngươi lệnh kiếm này dừng lại, ta có thể thu ngươi làm đồ đệ. Khi người thành đồ đệ của ta thì ở chư thiên vạn giới này, người có thể tùy ý tung hoành. Diệp Huyền nghĩ rồi nói, người làm chỗ dựa của ta. Người đàn ông, đúng vậy. Diệp Huyền lắc đầu, ta thích dựa vào chính mình. Người đàn ông bắt đầu sốt ruột, hồ đồ. Cậu trai trẻ, người không hiểu biết sự hiểm ác và gian nan của thế gian này, giờ ngươi muốn dựa vào mình, sau này ngươi sẽ nhận ra nếu sau lưng không ai chống lưng. Con đường đại đạo này có muôn vàn khó khăn. Diệp Huyền thật thà đáp, tục ngữ có nói dựa vào người không bằng dựa chính mình, ta cảm thấy mình vẫn nên chăm chỉ tu luyện thì hơn. Còn về việc chỗ dựa thì tuyệt đối không được, vì quá mức ỷ lại thì chẳng phải thành vua dựa dẫm à. Người đàn ông vội vàng nói, chàng trai, đừng hồ đồ. Có một cao thủ bảo kê, ngươi chẳng những có thể rút ngắn con đường tu đạo mà còn có thể được che chở, tránh được tai ách nhân quả thế gian. Loại chuyện tốt như thế mà ngươi không cần sao? Ngươi đừng ngớ ngẩn. Diệp Huyền lắc đầu, ta không cần chỗ dựa, ta dựa vào chính mình. Giọng vừa dứt, kiếm Thanh Huyền rung lên kịch liệt. Bùm! Trong thức hải Diệp Huyền, linh hồn người đàn ông nhanh chóng mở đi. A! À. Lúc này, người đàn ông mới hét thảm, người điên rồi sao? Dựa vào chính mình, đại đạo có muôn vàn khó khăn. Dựa vào chính ngươi thì ngươi có thể đi tới đích không? Có thể thành công không? Diệp Huyền bình tĩnh nói, ta cứ không cần chống lưng đó. Mẹ kiếp! Người đàn ông mắng, thằng nhãi ngông nghênh, đầu óc có vấn đề à? Diệp Huyền không trả lời. Kiếm Thanh Huyền tăng tốc, rất nhanh, giọng của người đàn ông ngày càng suy yếu. Người đàn ông vẫn tức giận mắng chửi. Hiển nhiên là ông ta không cam tâm. Cũng đúng. Đợi cả chục tỷ năm lại gặp phải một tên biến thái, quan trọng là còn ngông nghênh như thế nữa. Hắn thế mà lại không cần chỗ dựa. Người này nghĩ gì vậy? Rất nhanh, âm thanh người đàn ông hoàn toàn tắt ngúm. Diệp Huyền mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyền xuất hiện trong tay. Lúc này, một luồng khí tức linh hồn đáng sợ tuôn ra từ trong kiếm Thanh Huyền, cùng lúc đó. Một tiếng kiếm minh vang tận trời cao, vọt thẳng hư không. Thấy cảnh này, tiểu tinh linh sợ hãi than, kiếm này lợi hại thật. Tần quan nhìn kiếm, cũng có chút kinh ngạc, nó lại thăng cấp sao?
Lúc này, một tiếng kiếm minh lại vang. Từng tia khí tức mạnh mẽ không ngừng trào ra từ trong kiếm. Diệp Huyên có chút bất ngờ, tiểu hồn lại sắp thăng cấp à? Tiểu hồn bây giờ có chút mạnh quá mức rồi. Từ khi đánh nhau tới giờ, gần như không có vũ khí nào chống lại được tiểu hồn. Nếu lại thăng cấp, vậy là cực kỳ khủng bố. Tiểu hồn hưng phấn nói, tiểu chủ, ta cảm thấy mình sắp đột phá rồi. Diệp Huyên trừng mắt, cảm thấy. Tiểu hồn nói, phải, chỉ còn thiếu chút nữa. Nếu hấp thu thêm một linh hồn, ta nhất định sẽ đột phá ngay, chỉ còn thiếu một chút xíu thôi. Hầy, bực thật. Diệp Huyên cười, đừng bực, sẽ có cơ hội. Tiểu hồn hóa thành kiếm quang, rơi xuống trước mặt Diệp Huyên, ngoan ngoãn nói, vâng. Diệp Huyên cất kiếm thanh huyên, sau đó nhìn sang tiểu tinh linh, cười nói, đi thôi. Tiểu tinh linh gật đầu rồi dẫn Diệp Huyên và Tần Quan đi tiếp. Một hồi lâu sau, Diệp Huyên lại phát hiện một thi thể, nhưng thi thể này không có linh hồn, hiển nhiên là đã chết. Trên đường đi, Diệp Huyên lục tục phát hiện nơi này có không ít thi thể. Trong đống thi thể, có nam lẫn nữ, cơ thể tồn tại cả chục tỷ năm, hiển nhiên những người này đều từng là cường giả tuyệt thế. Bằng không, sao thể xác có thể không thối giữa chứ? Đều là những nhân vật lợi hại từng chống lại linh vũ trụ. Như nghĩ tới điều gì đó, Diệp Huyên đột nhiên hỏi, tiểu hồn, vừa rồi ngươi đã cắn nuốt linh hồn kia, nếu so với những người mà ngươi đã nuốt trước đó thì ai mạnh hơn? Tiểu hồn không chút do dự đáp, người vừa bị cắn nuốt là mạnh nhất trước giờ. Mạnh nhất trước giờ. Diệp Huyên híp mắt, xem ra. Thực lực của nhóm cao thủ chục tỷ năm trước mạnh hơn bây giờ rất nhiều. Đáng tiếc, một văn minh như thế đã bị tiêu diệt. Tiểu hồn lại nói, linh hồn này bổ dưỡng lắm, tiếc là không phải linh hồn đầy đủ, bằng không sẽ bổ hơn nữa. Không phải linh hồn đầy đủ. Diệp Huyên nhíu mày. Lúc này, Tần Quan trầm giọng nói, cường giả thời đó có vẻ không giống bình thường. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn chung quanh. Nơi này còn không ít thi thể của cường giả thời xưa nhưng đáng tiếc đa phần đều không có linh hồn. Tiểu tinh linh nói, ta nghe linh vũ trụ nói, trước kia, sau khi người mạnh nhất vũ trụ này luân hồi, cũng chính là thời sơ khai của vũ trụ này, linh vũ trụ vừa mới ra đời, khi ấy, cường giả siêu cấp rất nhiều, hơn nữa còn rất mạnh. Cuối cùng, nó dựa vào mưu kế mới thắng được họ, sau này nó bắt đầu áp chế văn minh võ đạo của vũ trụ này, không cho người nơi đây vượt quá giới hạn đã định. Nói tới đây, nàng ta dừng lại một chút, sau đó nó luôn thắng, vì vậy mới lơ là cảnh giác. Khi nó tỉnh lại lần nữa, thời đại này đã xuất hiện người có thể đè nó đánh rồi. Diệp Huyên cười nói, thế chẳng phải giờ nó giận lắm à? Tiểu tinh linh gật đầu, tức chứ? Diệp Huyên cười ha ha. Đúng lúc này, Tần Quan bên cạnh chỉ về nơi xa, nhìn kìa. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn nơi xa. Ở cuối tầm nhìn là một tòa thành cổ. Cả tòa thành đỏ như máu như thể toàn bộ máu tươi được đổ vào trong thành, trông khá ghê rợn. Tiểu tinh linh khẽ nói, tòa thành này là kiến trúc duy nhất còn lại của văn minh trước đây, chỉ có nó mới có thể chứng minh rằng nền văn minh trước đây từng thật sự tồn tại. Cả một nền văn minh bị hủy diệt. Đây không chỉ là một văn minh nhỏ mà là văn minh vũ trụ. Mà người hủy diệt nền văn minh này lại chính là linh của vũ trụ này. Lúc này, Diệp Huyên nhớ tới lời của tội vương. Chân thế giới cũng có linh vũ trụ, hơn nữa còn rất mạnh. Điều này làm cho cao thủ của chân thế giới không thể không đi cướp vũ trụ khá để tìm đường sống. Suy cho cùng, dù là linh vũ trụ hay chúng sinh, cả đời đều chỉ làm một việc, tồn tại. Chúng sinh phải sinh tồn, linh vũ trụ phải tồn tại. Diệp Huyên đột nhiên hiểu tại sao chủ nhân bút đại đạo không nhúng tay vào rồi. Cứu cừu thì sói chết đói. Đây là công bằng ư? Ánh mắt Diệp Huyên trở nên mờ mịt. Tần Quan chợt nói, tiểu huyên tử. Diệp Huyên tỉnh táo, nhìn Tần Quan, nàng ta cười, cũng vì sống sót thì không có đúng hay sai, chỉ có mạnh hay yếu, kẻ mạnh thì sống, đó là một trong quy luật của vũ trụ rồi. Đúng. Tiểu tinh linh bên cạnh đột nhiên nó, tỷ tỷ này nói rất đúng, Diệp Huyên ca ca, ngươi đừng nhân từ, ta cho ngươi biết. Nếu thực lực ngươi yếu thì khổ lắm, sự độc ác của linh vũ trụ, ngươi không tưởng tượng nổi đâu. Cực kỳ tàn độc ấy. Diệp Huyên cười giễu. Đúng vậy. Mẹ nó.
Hiện tại mình mới là kẻ yếu. Nhân từ sao? Đây không phải thứ mà một kẻ yếu nên có. Mình đúng là chập mạch mà. Bây giờ mình nên làm gì? Nên gia tăng thực lực, sau đó giúp chúng sinh phía sau mình sống sót. Thần linh tới giết thần linh, linh vũ trụ tới thì giết linh vũ trụ. Sống sót mới là chuyện phải làm. Theo lời y, mọi thứ phát triển tới bây giờ thì không có đúng sai. Đơn giản thế thôi. Chỉ có người mạnh mới sống sót. Đến lúc này, Diệp Huyên mới hiểu rõ, thả lỏng bản thân. Thấy vậy, Tần Quan mỉm cười, ta vừa mới dùng vân cầu ghi chép lại những chuyện cần thiết, đến lúc đó ta sẽ truyền lại những chuyện đã xảy ra ở nơi này về đại lục tiểu quan, cho họ hiểu rõ tất cả. Diệp Huyên gật đầu, điều này là cần thiết. Tần Quan cười, là vô cùng cần thiết. Diệp Huyên nói, cô xử lý là ổn rồi. Tần Quan gật đầu. Ba người tiếp tục đi tới chỗ tòa thành cổ nơi xa. Rất nhanh, họ đã vào trong thành, vừa bước vào, Diệp Huyên đã nhíu mày, mùi máu tươi tanh tưởi ập vào mặt. Hắn tất nhiên không sợ nhưng Tần Quan và Tiểu Tinh Linh hình như không chịu nổi. Vì thế hắn phất tay, kiếm ý bao phủ Tần Quan và Tiểu Tinh Linh. Tiểu Tinh Linh đột nhiên nói, nơi này là Táng Thành, năm đó, các cường giả đại lục đều tụ tập lại cùng nhau chống lại linh vũ trụ. Sau trận chiến ấy, toàn bộ cường giả đều chết trận, thế nên nơi này được gọi là Táng Thành, trận chiến cực thảm thiết. Tần Quan hỏi, nhóc con, khi ấy ngươi cũng đứng xem cuộc chiến à? Tiểu Tinh Linh gật đầu. Diệp Huyên sửng sốt, ngươi sống lâu thế sao? Tiểu Tinh Linh nhếch môi, phải. Tần Quan có chút khó hiểu, vì sao linh vũ trụ không diệt ngươi? Tiểu Tinh Linh cười, lúc ấy ta không có sức uy hiếp đối với nó, hơn nữa ta cũng không hợp sức phản kháng nó nên nó không giết. Không chỉ ta, còn vài sinh linh thời không khác còn sống, chúng ta đều ở chung một thời không, nói nghiêm khắc hơn thì là nó coi chúng ta là đồng loại nên khi không có xung đột ích lợi, nó sẽ không ra tay với chúng ta. Diệp Huyên cười nói, hình như ngươi không thích nó lắm. Tiểu Tinh Linh gật đầu, trước kia nó luôn bắt nạt chúng ta, hư lắm. Diệp Huyên cười, yên tâm, sau này nó không bắt nạt ngươi được nữa. Tiểu Tinh Linh nhìn hắn, hắn nghiêm mặt, ngươi có ta, thêm Thanh Nhi, ba người chúng ta tung hoành vũ trụ. Hi hi. Tiểu Tinh Linh cười tươi như hoa, bàn tay nhỏ bé vung vẫy, tung hoành vũ trụ, các người phụ giết, ta phụ trách tung hoành. Diệp Huyên cũng cười, nhóc này thú vị ghê. Tiểu Tinh Linh đột nhiên chỉ vào nơi xa, bên kia có gì đó. Nói xong nàng ta bay đi. Diệp Huyên và Tần Quan nhìn nhau cười, sau đó vội đi theo. Dưới sự dẫn dắt của Tiểu Tinh Linh, Diệp Huyên và Tần Quan nhanh chóng đi tới một đại điện này dù đã trải qua chục tỷ năm nhưng vẫn cô hư hao là mấy, thậm chí còn rất sạch sẽ. Diệp Huyên nhíu mày, còn người ở đây sao? Nhưng hắn không cảm nhận được hơi thở gì. Lúc này, Tiểu Tinh Linh chợt nói, Huyết Linh, ra chơi nào. Âm thanh vừa dứt, một cục máu to cỡ bàn tay xuất hiện trước mặt Tiểu Tinh Linh. Diệp Huyên nhìn cục máu kia, Tiểu Tiểu, đây là. Tiểu Tinh Linh cười, nó gọi là Huyết Linh, năm đó máu chảy thành sông, thời gian trôi qua, nơi này sinh ra một linh thể, là nó, qua vô số năm nó đã có linh trí. Diệp Huyên nhìn Huyết Linh, hiển nhiên thứ này rất phòng bị hắn. Cách nhau hơi xa. Tiểu Tinh Linh cười nói, đừng sợ, hai người này đều là người tốt. Huyết Linh trầm giọng nói, Tiểu Tiểu, sao ngươi ra ngoài lâu quá vậy? Tiểu Tinh Linh cười, bên ngoài chơi vui lắm, hai người đi chung với chúng ta đi. Huyết Linh lắc đầu, bên ngoài nguy hiểm. Tiểu Tinh Linh cũng lắc đầu, đâu có, chứ ngươi ở đây thì có gì vui. Huyết Linh trần chờ một chút rồi nhìn Diệp Huyên và Tần Quan, bên ngoài có rất nhiều sinh linh sao? Tiểu Tinh Linh gật đầu lia lịa, rất, rất nhiều. Vui lắm nha. Huyết Linh lại lắc đầu, bên ngoài có tên kia theo dõi, nếu đi ra ngoài thì sẽ xảy ra chuyện. Tiểu Tinh Linh vung tay, đừng sợ, ngươi theo ta lăn lộn, ta bảo kê ngươi. Ta nói cho ngươi biết, theo ta lăn lộn là ngon lắm á. Diệp Huyên. Tần Quan buồn cười, cô nhóc này thú vị ghê. Huyết Linh trợn mắt rồi hỏi, thật sao? Tiểu Tinh Linh gật đầu, người biết tính ta mà, thường thì ta không khoác lác đâu.
Huyết Linh nghĩ rồi nói, thế ta cũng theo các ngươi ra ngoài. Tiểu Tinh Linh gật đầu, làm vậy là đúng đó. Sau đó nàng ta bay tới trước mặt Diệp Huyên, nó tên Huyết Linh, ngưng tụ từ máu của mấy nghìn tỷ cường giả, đánh nhau rất lợi hại. Nhưng bản thân nó thì không biết nó đánh nhau giỏi đâu vì ở đây, đối thủ duy nhất của nó là Linh Vũ Trụ, mà hiển nhiên nó đánh không lại đối phương nên nó cảm thấy bản thân rất yếu, chứ thật ra là nó mạnh lắm á. Nghe thế, Diệp Huyên cũng hiểu. Nhóc con này tìm người giúp đỡ mình. Hắn nhìn Huyết Linh, cười nói, ngươi theo chúng ta đi. Yên tâm, ta và Tiểu Tiểu rất lợi hại, sau khi ra ngoài thì chúng ta tung hoành. Huyết Linh lập tức hưng phấn, được được, đại ca, giờ ta theo ngươi tung hoành. Diệp Huyên im lặng. Ngươi hòa nhập cũng nhanh quá nhỉ. Diệp Huyên nhìn ra được là Huyết Linh này cũng mong rời khỏi chỗ này. Dù sao nơi này cũng cô đơn quá. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, tới đây, ta xem ngươi một chút. Hắn khá tò mò về Huyết Linh này. Máu của mấy nghìn tỷ cường giả ngưng tụ ra thì chắc chắn là không tầm thường. Huyết Linh lắc đầu, không được, nguy hiểm. Diệp Huyên cười, không sao đâu. Huyết Linh do dự một chút rồi biến thành tia sáng màu máu, chui vào trong ấn đường Diệp Huyên. Bùm! Trong tích tắc, hai mắt Diệp Huyên trở nên đỏ ngầu, không chỉ thế, từ trong cơ thể Diệp Huyên, một tia sáng đỏ phóng lên trời, cả không trung biến thành biển máu. Tần Quan đứng cạnh nhìn thấy thì biến sắc. Hai mắt Diệp Huyên lúc này như một biển máu, toàn thân tỏa ra sát ý và sát khí vô cùng đáng sợ. Đúng lúc này huyết mạch phong ma trong cơ thể hắn đột ngột sôi sục. Chân áp. Dần dần, hai mắt Diệp Huyên chậm rãi khôi phục bình thường, một hồi sau, gương mặt hắn cũng trở lại như cũ. Tần Quan vội hỏi, không sao chứ? Diệp Huyên lắc đầu, không sao. Nói xong, vẻ mặt hắn trở nên nghiêm trọng. Huyết Linh này quá đáng sợ. Trong tích tắc vừa rồi, huyết mạch phong ma suýt không trấn áp được nó. Bên trong Huyết Linh ẩn chứa sát ý và sự tàn nhẫn vô tận, ngoại trừ điều này thì còn có oán khí do những cường giả năm xưa để lại. Nếu để người thường tiếp xúc Huyết Linh, chắc chắn sẽ bị oán khí này cắn nuốt hoàn toàn. Cũng may là hắn có huyết mạch phong ma, thực lực bản thân cũng mạnh chứ nếu không cũng không áp chế được. Nghĩ tới gì đó, Diệp Huyên cười, Huyết Linh này cũng mang lại trợ giúp to lớn cho hắn. Vì nó có thể gia tăng sức mạnh huyết mạch của hắn. Thứ này có sát khí và oán khí vô cùng tận, hắn không cần giết người thì vẫn có thể giành được những thứ này, mà những thứ này lại có thể giúp sức mạnh huyết mạch trong hắn gia tăng tới vô hạn. Tần Quan chợt chỉ vào đại điện, ngươi nhìn kìa. Nghe thế, Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía trong điện. Ở một góc hẻo lánh có một cô gái đang ngồi, người này rất trẻ nhưng lại chẳng còn hơi thở, chỉ để lại cơ thể lành lặn. Diệp Huyên và Tần Quan nhìn nhau, sau đó vào trong điện, tới trước mặt cô gái, cách cô gái không xa có một bức tranh, thấy bức tranh, Diệp Huyên sửng sốt. Chủ nhân bút đại đạo. Diệp Huyên khiếp sợ, chủ nhân bút đại đạo này đã tồn tại từ chục tỷ năm trước rồi sao? Tần Quan cũng có chút chấn động. Tiểu Tinh Linh nói, ông ta luôn có mặt. Diệp Huyên nhìn Tiểu Tinh Linh bình tĩnh nói, trước khi văn minh bị hủy, đạo do ông ta truyền lại chính là đạo môn, mà khi nhiều người cầu xin ông ta cứu vớt sinh linh thì người này không ra tay. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Tiểu Tinh Linh lắc đầu, không biết. Diệp Huyên im lặng. Đạo môn. Không biết chủ nhân bút đại đạo này đã lăn lộn ở bao nhiêu văn minh luân hồi rồi. Sống dài hơn cả vô biên chủ nữa. Như nhớ tới gì đó, Diệp Huyên hỏi, nơi này có đạo môn à? Tiểu Tinh Linh vội gật đầu, có. Diệp Huyên cười, dẫn bọn ta đi xem thử. Tiểu Tinh Linh, được. Tần Quan bỗng lên tiếng, chờ đã. Diệp Huyên nhìn nàng ta đi tới trước mặt cô gái, ở đó có một chiếc nhẫn chữ đồ. Trên chiếc nhẫn còn có năng lượng dao động. Tần Quan khẽ nói, nó đang bảo vệ cái nhẫn chữ đồ này. Nói xong, nàng ta mở lòng bàn tay, nhẫn chậm rãi bay tới trong tay, đúng lúc này, dị biến xuất hiện, từ trong nhẫn bay ra một tia sáng đen, dùng tốc độ cực nhanh chui vào trong ấn đường Tần Quan. Diệp Huyên biến sắc, hắn muốn tiến lên nhưng Tần Quan đột nhiên giơ tay phản ngăn cản, không có gì, nàng ta muốn đoạt xá. Diệp Huyên trầm giọng nói, cô...
Trong cơ thể Tần Quan bỗng bùng nổ một khí tức linh hồn khủng bố, linh hồn kia nhanh chóng bị chấn bay ngay sau đó, Diệp Huyên chỉ một cái, kiếm thanh huyên ghim linh hồn lên cây cột phía xa. Linh hồn đúng là cô gái trẻ tuổi. Cô ta sợ hãi nhìn chằm chằm Tần Quan, ngươi, ta không thể đoạt cơ thể ngươi. Tần Quan cười, linh hồn và huyết mạch của ta đều rất đặc biệt, ngươi không làm được đâu. Cô gái nhìn chằm chằm Tần Quan, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lúc này, kiếm thanh huyên lập tức cắn nuốt linh hồn cô gái. Cô gái không hoảng sợ, hai mắt nhắm lại như đang chờ cái chết tới gần. Tần Quan nhìn thoáng qua rồi bảo, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên gật đầu, hai người ra ngoài. Vừa ra khỏi đại điện, kiếm thanh huyên đột nhiên bay lên. Bù! Kiếm minh vang lên, kiếm thế mạnh mẽ từ trong kiếm thanh huyên phóng lên trời cao. Ong! Cả trời đất đều bị kiếm thế này bao phủ. Diệp Huyên khẽ nói, đột phá rồi. Tần Quan cười. Kiếm thanh huyên bay tới trước mặt Diệp Huyên, tiểu hồn hưng phấn, tiểu chủ, ta đột phá rồi. Cuối cùng cũng đột phá. Diệp Huyên cầm lấy kiếm. Ong! Hắn cảm nhận được kiếm thế và kiếm ý vô cùng tận, sau đó hắn vung nhẹ một cái. Vèo! Cả trời đất bỗng chốc mờ dần. Thấy thế, Diệp Huyên híp mắt, kiếm thanh huyên thăng cấp rất nhiều. So với trước, uy lực của nó đã gấp mấy lần. Hiện tại, nếu hắn ra ngoài chiến đấu, chắc chắn có thể dễ dàng giết chết người khổng lồ, chém nát bươm. Nghĩ thế, Diệp Huyên không khỏi lắc đầu cười, mình không tăng thực lực, kiếm lại thăng cấp, mình cần nỗ lực hơn rồi. Sau đó hắn nhìn Tiểu Tinh Linh nói, chúng ta tới đạo môn đi. Tiểu Tinh Linh gật đầu. Nàng ta bay về phía xa. Diệp Huyên và Tần Quan đi theo, không quá lâu sau, Tiểu Tinh Linh dẫn hai người tới một đạo quán không quá lớn, hoang vu vô cùng. Trên cửa vẫn còn hai chữ đạo môn, có điều, nó đã rất mờ vì bị thời gian ăn mòn. Diệp Huyên nói, ta nhớ tới một chuyện, sau khi luân hồi, văn minh bị xóa sổ, thế văn minh mới do ai sáng tạo? Tiểu Tinh Linh đáp, chủ nhân bút đại đạo. Diệp Huyên im lặng. Hắn cũng đoán ra được. Tiểu Tinh Linh, sau khi một văn minh bị hủy, vũ trụ sẽ có sinh mệnh mới, chủ nhân bút đại đạo sẽ đi sáng lập ra văn minh mới. Diệp Huyên và ta nhìn nhau, Tần Quan có chút khó hiểu, vì sao ông ta không ngăn cản luôn linh vũ trụ ngay từ đầu. Chẳng lẽ... Nói rồi nàng ta nhắm hai mắt lại, chẳng lẽ ông ta không ngăn được. Diệp Huyên gật đầu, rất có thể. Tần Quan quay sang nhìn hắn, ngươi nói xem, liệu có phải ông ta đang đợi ngươi tới chống lại linh vũ trụ không? Nghe thế, Diệp Huyên đen mặt, mẹ kiếp. Đừng nói, đúng là có khả năng đó thật. Trên cả chặng đường, chủ nhân bút đại đạo cũng không thiếu đào hố cho hắn nhảy. Chưa nói đến trước kia, gần đây có thần linh và cả linh vũ trụ này nữa. Tên kia điên rồi hả? Cứ đẻ mình ra mà gài là sao? Có cần phải làm thế không? Tần Quan cũng lắc đầu cười. Bởi vì nàng ta phát hiện có lẽ chủ nhân bút đại đạo cũng muốn chống lại linh vũ trụ, nhưng lại không làm gì được nó. Bảo thiên mệnh đi đối phó. Chủ nhân bút đại đạo chắc chắn là không dám rồi. Thiên mệnh cũng sẽ không nể mặt y. Cách duy nhất chính là Diệp Huyên. Chỉ có thông qua Diệp Huyên mới có thể chống lại thần linh và linh vũ trụ. Mà sự thật chứng minh, chủ nhân bút đại đạo đã thành công. Thiên mệnh đúng là đã vì Diệp Huyên mà tiêu diệt linh vũ trụ. Diệp Huyên bỗng lắc đầu, ta cảm thấy mình bị ông ta gài. Tần Quan cười nói, đúng rồi đó. Diệp Huyên bình tĩnh nói, nếu ta xảy ra chuyện, ta chắc chắn sẽ kéo ông ta chôn cùng. Lúc này, tiểu tháp bỗng nói, tiểu chủ nhân bút đại đạo đã xuất hiện từ rất lâu rồi. Người có thể hỏi tiểu bút chuyện luân hồi trước đó. Tiểu bút lập tức đáp, văn minh mới này ta mới xuất hiện, chuyện trước kia, ta quả thật không biết. Tiểu tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, ta nghi ngờ tiểu bút chính là nội gián do chủ nhân bút đại đạo cử tới. Người phải cẩn thận nó, lỡ nó lại phản bội ở lúc quan trọng, vậy thì rắc rối. Tiểu bút đáp lại ngay, tiểu tháp, ngươi có thể đừng lấy việc công trả thù riêng được không vậy? Tiểu tháp lại nói, ta cảm thấy ngươi có tiềm năng làm gián điệp. Tiểu bút vặt lại, là ngươi có thì có.
Tiểu Tháp đang định nói gì nữa thì Diệp Huyên lắc đầu cười, đừng làm ầm ĩ lên nữa. Hắn nói xong bèn nhìn về phía đạo môn kia bảo, chúng ta vào xem đi. Tần Quan gật đầu. Diệp Huyên và Tần Quan đi vào đạo môn, bên trong vẫn vô cùng rộng lớn. Ngoài ra, còn có hơn 10 tòa đạo quan và một ngọn tháp cực kỳ khổng lồ, chắc phải cao cả nghìn trượng. Diệp Huyên và Tần Quan đi vào một căn đại điện, bên trong đặt một bức tượng và đó chính là tượng của chủ nhân Bút Đại Đạo. Diệp Huyên nhìn thoáng qua tay phải của y thấy nơi đó rỗng tuếch, không có Bút Đại Đạo. Rõ ràng là tiểu bút cũng không có nói láo. Trong tay pho tượng và bức họa mà hắn nhìn thấy lúc trước cũng không có Bút Đại Đạo. Bấy giờ, Tần Quan đi đến trước bàn cúng, bên trên đặt một cái dương màu đen. Tần Quan đang định mở ra thì Diệp Huyên bỗng nói, để ta làm cho. Tần Quan nhìn về phía Diệp Huyên, hắn cười bảo, không ai có thể giết ta hết. Hắn nói xong bèn mở hòm ra, bên trong đặt một chiếc nhẫn chứa đồ màu đen. Diệp Huyên cầm lấy nó, đưa thần thức vào, chẳng mấy chốc hắn đã sửng sốt vì phát hiện bên trong có tận mấy trăm vạn viên linh nguyên. Mấy trăm vạn linh nguyên. Phải công nhận rằng đây mới là một món tiền lớn. Phải biết rằng, muốn ngưng tụ ra một viên linh nguyên có thể phí vô số tinh khí thần của một cao thủ, trừ khi là cao thủ đứng đầu thôi. Diệp Huyên cau mày hỏi, chủ nhân Bút Đại Đạo kia đây là có ý gì? Tần Quan ngẫm nghĩ rồi nói, chắc là biết chúng ta sẽ đến đây nên mới cố tình để lại cho chúng ta. Nàng ta nói xong bèn lặng lẽ cầm lấy chiếc nhẫn trong tay Diệp Huyên rồi bỏ vào túi mình. Động tác liền mạch lưu loát, hết sức tự nhiên. Diệp Huyên câm nín. Cô cứ thế lấy luôn à? Cạn lời luôn. Tần Quan mỉm cười nói, người biết là ta rất thiếu tiền mà. Yên tâm đi, tiền vẫn là của ngươi, nhưng là để ta giữ cho. Diệp Huyên cạn lời. Bấy giờ, Tần Quan bèn nói sang chuyện khác, dù thế nào thì có số tiền kia, chúng ta có thể làm được rất nhiều chuyện. Linh Nguyên. Đây được coi như đồng tiền cao cấp nhất của vũ trụ Quan Huyên. Mấy trăm vạn linh nguyên thật sự rất nhiều, dù là thần linh chắc cũng khó mà lấy ra được. Diệp Huyên liếc bức tượng của chủ nhân Bút Đại Đạo không nói gì. Tần Quan nói, thực ra, mọi dấu hiệu đều chứng tỏ chủ nhân Bút Đại Đạo kia đang bảo vệ mảnh vũ trụ này. Y cũng muốn đối phó thần linh và linh vũ trụ, mà đối với chúng ta, nhiều đó cũng đã đủ rồi. Diệp Huyên gật đầu, đúng là thế thật. Tần Quan lại bảo, chúng ta đến chỗ khác xem đi, coi y có để lại gì nữa không. Diệp Huyên gật đầu rồi rời khỏi đại điện với Tần Quan. Sau khi dạo qua một vòng, cuối cùng hai người bèn đi vào trong một tòa lầu các. Vừa bước vào, cả hai đã sửng sốt. Trong tòa lầu các này tràn ngập sách cổ. Diệp Huyên thuận tay lấy một quyển, lật xem một hồi rồi nói, đều là ghi lại về nền văn minh hồi xưa. Tần Quan gật đầu, xem ra, chủ nhân Bút Đại Đạo cũng muốn người đời sau biết được lịch sử. Diệp Huyên gật đầu, một lát sau, hắn gom hết toàn bộ sách cổ. Chúng có thể bỏ vào trong thư viện Quan Huyên để cho người khác đọc. Lúc này, Tiểu Tinh Linh bỗng hỏi, các ngươi thích loại sách này hả? Diệp Huyên nhìn về phía Tiểu Tinh Linh. Tiểu Tinh Linh cười bảo, ta còn biết một chỗ nữa, nơi đó cũng cất rất nhiều sách như vậy. Chỗ đó còn khá đặc biệt, nó là tông môn mạnh nhất đại lục này hồi xưa. Diệp Huyên kinh ngạc, tông môn mạnh nhất. Tiểu Tinh Linh gật đầu, đúng vậy, lúc ấy đại chiến thì cao thủ của tông môn kia là thảm nhất. Bọn họ đều một đám tự bạo đánh về phía thần linh vũ trụ. Nhưng tiếc là, cuối cùng đều không thể bị thương linh vũ trụ kia. Diệp Huyên nói, dẫn chúng ta đi xem đi. Tiểu Tinh Linh gật đầu, được. Nàng ta nói xong bèn bay ra ngoài. Sau khi rời khỏi đạo môn, Diệp Huyên bèn quay đầu lại ngó với đôi chút cảm khái. Đạo môn, hồi đó, chắc hẳn cũng cực kỳ huy hoàng, chẳng những nó mà những thế lực trên mảnh đại lục này cũng vậy. Nhưng sau 10 tỷ năm, mọi thứ đã trở thành dòng cát bụi. Có lẽ thư viện cũng sẽ có một ngày như vậy nhỉ? Diệp Huyên nghĩ vậy thì ánh mắt bỗng dưng có chút mờ mịt. Trường tồn là gì? Có lẽ, chỉ có đạo thôi. Dù đã trải qua vô số luân hồi, đạo vẫn tồn tại trong thiên địa. Không phải là đạo của cá nhân, mà là đạo của vũ trụ. Người và vạn vật,
kể cả linh vũ trụ đều có khả năng chỉ là một vị khách qua đường trong vũ trụ vô tận này. Muốn không bị dòng thời gian nhấn chìm, chỉ có một con đường. Đó là phá thần. Đạt tới trình độ của đám thanh nhi. Diệp Huyên nghĩ đến đây thì chậm rãi siết chặt nắm tay. Nếu đã tu luyện đến bây giờ, không phá thần thì còn ý nghĩa gì nữa. Lúc này, Tần Quan đột nhiên nói, nhìn những thứ đó, có phải đang nghĩ sau này thư viện cũng sẽ trở nên như vậy không? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Tần Quan cười nói, đừng nghĩ nhiều như thế, làm tốt chuyện ở một thế hệ này của chúng ta là được. Còn chuyện sau này, cứ để đời sau đi làm. Diệp Huyên cười, cũng đúng, người của thế hệ nào làm chuyện của thế hệ đó. Giống như cha ta, ông ấy cũng chỉ làm chuyện của thế hệ ông ấy thôi. Tần Quan gật đầu, đúng vậy, nên là đừng nghĩ nhiều quá. Tiểu tinh linh bên cạnh bỗng chỉ vào đằng xa nói, các ngươi nhìn kìa. Diệp Huyên và Tần Quan quay sang, chỉ thấy cuối chân trời có một con ác thú đang rít gào. Diệp Huyên ngó tiểu tinh linh trầm giọng nói, là sủng vật mà linh vũ trụ nuôi. Nàng ta nói xong bèn lùi ra sau Diệp Huyên và Tần Quan, sau đó khẽ đẩy cánh tay Diệp Huyên nói, ngươi lên đi. Ta cổ vũ cho ngươi. Diệp Huyên lập tức đen mặt. Mình lên. Diệp Huyên liếc tiểu tinh linh, cô nhóc này chẳng được tích sự gì, vô dụng ghê. Đằng xa, còn yêu thú khổng lồ kia giống như một ngọn núi cao tới mấy ngàn trượng, vẻ ngoài như rồng, có chín đầu, nửa người trên chìm trong mây, xung quanh không ngừng xuất hiện sấm sét. Mỗi lần nó rít gào, đất trời đều run lên khiến người vô cùng sợ hãi. Diệp Huyên hơi tò mò hỏi, nhóc con, kia là yêu thú gì? Tiểu tinh linh đáp, cửu thần thú. Nó có 9 đầu, mỗi cái đầu đại biểu cho một mạng, tương đương có 9 mạng, là vật cưỡi của linh vũ trụ, đã sống rất nhiều năm. Cửu thần thú. Diệp Huyên cau mày hỏi, nó đang sủa gì vậy? Tiểu tinh linh đáp, có là đang lên cơn ấy mà. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Tiểu tinh linh cười hì hì nói, cứ cách một thời gian nó lại vậy. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, ban nãy, hình như nó không phát hiện chúng ta, thế tại sao phải đánh nó? Tiểu tinh linh chỉ vào đằng xa đáp, nơi chúng ta muốn đi ở đằng sau nó. Chỗ đó cũng là nơi linh vũ trụ giấu bảo vật. Bảo vật của linh vũ trụ. Tần Quan bên cạnh nghe vậy lập tức sáng mắt. Tiểu tinh linh tiếp tục nói, chúng ta muốn đi vào thì tất nhiên phải đánh bại nó. Nàng ta nói xong bèn ngó Diệp Huyên bảo, Diệp ca, chỉ có thể nhờ ngươi thôi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi, giờ linh vũ trụ kia sao rồi? Tiểu tinh linh nói, lúc trước sau khi bị đánh, nó bèn trốn trong trụ giới của mình rồi không còn xuất hiện nữa. Ta cảm thấy, chắc là nó đã bị đánh đến nghi ngờ cuộc sống rồi. Diệp Huyên lắc đầu cười. Tiểu tinh linh tiếp tục nói, Diệp ca, ngươi không cần phải có gánh nặng tâm lý gì, bảo vật của linh vũ trụ kia cũng là cướp từ người khác. Hơn nữa, nó hầu như cũng chỉ cất giữ chứ chúng không có tác dụng gì với nó. Diệp Huyên nhìn con yêu thú đằng xa, nghiêm mặt nói, bảo vật gì chứ, ta không có hứng thú. Ta chủ yếu là muốn so tài với con yêu thú đó một chút thôi. Hắn nói xong bèn đi về phía con yêu thú kia. Tiểu tinh linh nhìn Diệp Huyên. Chớp chớp mắt bảo, ta tin ngươi mới là lạ ấy. Diệp Huyên đi về phía con yêu thú, từ bề ngoài thì hắn quả thật y như con kiến trước mặt nó. Nhưng trong mắt Diệp Huyên lại chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Kiếm Thanh Huyên vừa đột phá vừa hay lấy con yêu thú này để luyện. Đúng lúc này, con yêu thú kia cũng phát hiện ra Diệp Huyên. Nó quay phát đầu lại nhìn vị trí của Diệp Huyên, thấy hắn thì trong mắt lập tức lóe vẻ tàn nhẫn. Không chút do dự gầm lên với hắn. Âm. Một luồng sóng âm khủng bố lập tức từ trên cao đổ ập về phía Diệp Huyên. Bên dưới, Diệp Huyên mở tay ra, kiếm Thanh Huyên bèn xuất hiện. Ngay sau đó, hắn bỗng hóa thành một luồng kiếm khí phóng thẳng lên cao. Chạm. Theo tiếng quát của Diệp Huyên, kiếm khí như cầu vồng kia trực tiếp chém nát đòn sóng âm, rồi nhanh như bổ lên người con yêu thú kia. Âm. Một mảnh kiếm quang bỗng bùng nổ trên người con yêu thú kia khiến nó liên tục lùi lại, nhưng Diệp Huyên cũng cau mày vì hắn phát hiện nó thế mà lại cắn nuốt kiếm khí của mình. Diệp Huyên thấy vậy thì trong mắt chợt hiện lên vẻ kinh ngạc. Lúc này,
giọng nói của tiểu tinh linh chợt vang lên bên tai Diệp Huyên, nó có một chỗ đặc biệt là có thể cắn nuốt năng lượng. Thế nên, khi nó đánh nhau với người khác sẽ càng đánh càng mạnh. Diệp Huyên nghe vậy bèn nhìn về phía con yêu thú với vẻ kinh ngạc. Cắn nuốt năng lượng. Cái này có vẻ hơi khó giải quyết rồi đây. Lúc này, con yêu thú kia bỗng gầm lên, cái đầu tiên quay ngắt về phía Diệp Huyên sau đó há mồm phun ra, một ngọn lửa trực tiếp bắn ra từ trong miệng nó. Phụt! Nơi ngọn lửa đi qua, không gian trực tiếp bị đốt thành tro. Mặt mày Diệp Huyên vẫn vô cùng bình tĩnh, giơ tay chém một kiếm ra ngoài. Vèo! Kiếm quang phá không bổ tới, ngọn lửa kia lập tức bị chẻ đôi. Sau đó, nó tiếp tục bổ thẳng lên đầu con yêu thú kia. Nhưng vẫn bị nó hấp thu. Đúng lúc này, Diệp Huyên chợt mở tay trái ra, thoáng chốc, trên người hắn chợt phóng ra một luồng sáng đỏ. Huyết mạch chi lực. Sau khi kích hoạt huyết mạch chi lực, Diệp Huyên lại chém ra một kiếm. Một luồng kiếm khí màu đỏ dài cả vạn trượng tức thì chém lên người con yêu thú kia. Ầm. Con yêu thú lập tức lùi lại và không thể cắn nuốt kiếm khí của Diệp Huyên nữa. Chẳng những vậy, luồng kiếm khí kia còn bổ ra một vết thương dài trên người, máu tươi thoáng chốc phun ra như suối. Nó thấy vậy thì sửng sốt. Chính mình thế mà lại bị thương. Đã bao lâu mình chưa bị thương? Yêu thú giận tím mặt, chợt gầm lên rồi vung tay phải đập thẳng đến chỗ Diệp Huyên. Ầm. Một quyền đó khiến cả đất trời lập tức nát bấy. Diệp Huyên híp mắt lại, cũng không có né khi đối mặt với một quyền khủng bố kia, mà bước lên trước một bước, kiếm thanh huyên trong tay bỗng hóa thành một luồng kiếm quang bay thẳng ra ngoài. Chạm. Giọng nói của Diệp Huyên giống như tiếng sấm vang vọng khắp đất trời. Vèo. Một kiếm ấy vậy mà lại khiến cánh tay phải của con yêu thú kia đứt lìa, sau đó kiếm thanh huyên bèn xuyên thủng đầu nó. Ầm. Kiếm thanh huyên trực tiếp đóng đinh nó ở tại chỗ. Nhất kiếm chấn hồn. Linh hồn yêu thú lập tức bị kiếm thanh huyên khóa trong cơ thể, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Giờ phút này, trong mắt nó mới toát ra vẻ hoảng sợ. Bên dưới, tiểu tinh linh nhìn Diệp Huyên với ánh mắt tràn ngập khó tin, Diệp ca mạnh ghê. Ta cho rằng hắn chỉ là một cậu ấm. Hóa ra, hắn lại mạnh như vậy. Tần quan lắc đầu cười rồi nhìn về phía Diệp Huyên, phải nói là chính nàng ta cũng cảm thấy giật mình. Thực lực của Diệp Huyên bây giờ mạnh hơn rất nhiều so với trước kia. Nàng ta cũng không ngờ Diệp Huyên lại đánh bại con yêu thú kia một cách dễ dàng như vậy. Chân trời, Diệp Huyên nhìn con yêu thú kia cười nói, ngươi thua rồi. Yêu thú nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên hỏi, ngươi là ai? Diệp Huyên suy nghĩ một lát rồi đáp, kiếm chủ nhân gian. Yêu thú lắc đầu, chưa nghe bao giờ. Diệp Huyên cười bảo, vậy giờ nghe chưa? Yêu thú nhìn Diệp Huyên không nói gì. Diệp Huyên mở tay ra, kiếm thanh huyên bay trở về trong tay. Sau đó, hắn nhìn yêu thú hỏi, có muốn rời khỏi đây không? Con yêu thú kia quả thật rất mạnh, nếu không có kiếm thanh huyên và huyết mạch chi lực thì hắn hoàn toàn không làm gì được nó. Yêu thú nghe Diệp Huyên nói vậy thì cau mày hỏi, rời khỏi nơi này. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Yêu thú lắc đầu, người biết ta là vật cưỡi của ai không? Diệp Huyên cười đáp, của Linh Vũ Trụ. Yêu thú nhìn Diệp Huyên nói, thừa dịp giờ nó còn chưa tỉnh, tốt nhất là ngươi nên rời khỏi đây đi. Không thì, một khi nó tỉnh lại, lúc ấy ngươi sẽ rất khó coi đó. Diệp Huyên lại nhẹ nhàng nói, có lẽ ta đánh không lại nó, nhưng ta chắc chắn sẽ không chết. Yêu thú cau mày, ngươi đã thể hiện đó à? Diệp Huyên cười ha ha nói, không nhé, trước mắt thì trên đời này có rất nhiều người ta đánh không lại. Nhưng mà, ta chắc chắn sẽ không chết. Đương nhiên, đây cũng không phải chuyện đáng tự hào gì. Ta chỉ tùy tiện nói thôi chứ không có ý thể hiện. Yêu thú lắc đầu, ngươi rất mạnh, nhưng Linh Vũ Trụ muốn giết ngươi thì ngươi chắc chắn sẽ không ngăn được. Diệp Huyên cười bảo, ngươi không theo ta đi cũng được. Hắn nói xong bèn xuất hiện ở bên cạnh Tần Quan. Cười bảo chúng ta đi vào thôi. Tần quan gật đầu, ba người đi về phía tòa thành cổ đằng sau con yêu thú kia. Tần quan bỗng nói, vẫn có thể lừa dối một chút đó, ta cảm thấy nó cũng siêu lòng rồi. Diệp Huyên chớp chớp mắt nói, không nên gượng ép. Tần quan mím môi cười, hiểu rồi.
Tiểu tinh linh ngó Tần Quan, lại nhìn Diệp Huyên rồi lẩm bẩm nói, các ngươi trông xấu xa ghê. Yêu thú nhìn ba người Diệp Huyên đi về phía thành cổ nhưng không hề ngăn cản. Ánh mắt của nó vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên đi đầu. Ra ngoài ư? Tất nhiên là nó muốn ra ngoài. Nó đã bị nhốt ở nơi quái quỷ này không biết bao nhiêu năm, đến mức sắp quên mất bản thân mình là ai rồi. Quá lâu rồi. Ở nơi này không có chút tự do nào, nếu có cơ hội, nó cũng muốn ra ngoài. Nhưng nó vẫn thấy kiêng dè, bởi vì tuy rằng linh của vũ trụ không ra khỏi ranh giới vũ trụ lần nào nữa, nó vẫn thấy sợ. Thứ đó thực sự quá mạnh. Ở phía xa, ba người Diệp Huyên đã đi đến trước cổng thành, mà ở nơi đó sừng sững hai pho tượng, cao tới vài trượng, tay phải cầm mâu, tay trái cầm thuẫn. Tiểu tinh tinh muốn tiến về phía trước, nhưng Diệp Huyên đã kéo nàng ta lại. Tiểu tinh linh tỏ vẻ nghi hoặc, Diệp Huyên nhìn hai pho tượng kia lùi lại. Không hề do dự, tiểu tinh linh lùi ra sau lưng Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn về phía hai pho tượng kia, hắn đột nhiên xòe bàn tay ra, kiếm thanh huyên xuất hiện. Đúng lúc này, một trong hai pho tượng bỗng dưng mở mắt, ngay sau đó, nó lao về phía trước, đâm cây mâu trong tay vào Diệp Huyên. Diệp Huyên bình tĩnh, vung kiếm chém ra. Phụt! Nhát kiếm này đâm thẳng vào trường mâu khiến nó nứt toác ra ngay lập tức, nhưng cũng đúng lúc ấy. Pho tượng đột ngột giống lên, vô số mũi thương từ bên trong thân mình nó phóng vọt ra ngoài. Diệp Huyên khẽ nheo mắt, cầm kiếm vung liên tục, kiếm quang bắn khắp nơi. Đùng! Trong thoáng chốc, vô số mũi thương bị nhát kiếm của Diệp Huyên chém vụn, cùng lúc ấy, sức mạnh khổng lồ của hắn đẩy pho tượng kia bay vào trong thành. Cũng đúng lúc này, pho tượng còn lại mở bừng hai mắt, liếc nhìn pho tượng sau lưng mình, khi pho tượng kia dừng lại. Cơ thể nó nứt ra rồi rơi rụng đầy mặt đất. Hết rồi. Pho tượng còn sống kia thu hồi ánh mắt, nó nhìn sang Diệp Huyên rồi đưa tay làm động tác mời. Tiểu tinh linh chớp mắt, ta còn tưởng ngươi sẽ đòi đánh nhau cơ. Pho tượng không nói gì, vẫn giữ nguyên tư thế. Diệp Huyên liếc mắt nhìn pho tượng, sau đó thu kiếm thanh huyên, dẫn theo Tần Quan và tiểu tinh linh đi vào trong thành. Đợi khi ba người tiến vào thành rồi. Pho tượng kia mới từ từ nhắm mắt lại, tiếp tục canh chừng. Sau khi tiến vào Sâm Châu, Diệp Huyên đưa mắt nhìn xung quanh. Nơi nơi im lặng như tờ, trong thành chỉ có 6 tòa tháp cao, tòa nào tòa nấy cao tới hàng vạn trượng, chọc thẳng tới mây xanh. Diệp Huyên nhìn sang tiểu tinh linh chỉ vào một tòa tháp, bên trong tòa tháp kia toàn là loại sách ấy thôi, nhiều cực kỳ, đều do linh của vũ trụ siêu tầm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 265.